kế toán, còn nhà mình cũng ba người con gái nhưng mà chưa có ai làm nên trò trống gì hết. Cho nên mình cảm thấy là mình bị so sánh như vậy và mình muốn muốn chứng tỏ là mình có thể làm được giống như nhà người ta. Đấy, cho nên là mình bắt đầu và mình quyết định mình đi học. Và thật sự là Hương cũng rất thích công việc là giảng dạy anh chị và rất thích trẻ con, cho nên là mình mới chọn học vào tiểu học. Nhưng mà khi dạy một năm rồi thì với mình mới ngay khi mà bắt đầu vào năm học thì Hương lại biết đến cơ hội đầu tư, biết đến hội đầu tư cổ phần. Và thời điểm đó thì Hương cũng chẳng biết gì nhiều về cổ phần cổ phiếu cả. Hương chỉ biết là những người đầu tư cổ phiếu ở gần nhà Hương có rất nhiều người phải bán nhà, có rất nhiều người phải từng tự tử vì thiếu nợ. Hương chỉ biết như vậy thôi anh chị. Ngoài ra cái việc đầu tư cổ phần doanh nghiệp IPO thế nào là Hương không hề hiểu. Đấy, cho nên là thời điểm sau á, Hương mới bắt đầu là, cho nên là Hương thời điểm đầu Hương từ chối cơ hội này. Và thời điểm sau Hương mới bắt đầu tìm hiểu công nghệ, nó mang lại cái giá trị rất là lớn và cái việc mình bỏ ra cái số vốn ban đầu nó rất là nhỏ. Cho nên là Hương đã quyết định mạnh dạn nắm cơ hội này chỉ với số tiền 100 đô đầu tiên. Vì Hương nghĩ là với cái công việc làm của mình một tháng 3 triệu rưỡi thu nhập hàng tháng, lúc bây giờ của mình một tháng mình được 3 triệu rưỡi, thì việc mình bỏ 1.000 đô, 100 đô ra là 2.4 triệu, và nếu như thiếu thì có thể là lấy thu nhập của chồng bỏ vào đó. Đấy, và Hương chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi anh chị. Đấy, nhưng mà với số tiền 1.000 đô này mình có thể mang về cho mình 48.500 cổ phần, nếu tính ra tiền Việt thời điểm mà định giá đó thì có thể là 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Thì anh chị nghĩ đi, nếu như mà trong cái thời điểm Hương đó, Hương nghĩ cả đời mình, ba mẹ mình, ông bà mình chưa bay bao giờ mà kinh doanh hay làm gì mà đó có số tiền mà dư ra 1 tỷ, thậm chí là mọi người có bán đất luôn rồi anh chị. Ở nhà gia đình Hương cũng có bán đất, gia đình xưa rất là nhiều đất luôn, cũng đã từng bán đất luôn, nhưng mà chưa bao giờ cầm đến số tiền 1 tỷ. Cho nên là mình cảm thấy là cái cơ hội này nó quá lớn, cả đời ba mẹ, đời ông bà nội, ông bà ngoại mình chưa ai mà từng được như vậy hết. Mặc dù là bà con dòng họ là rất là giàu. Đấy, cho nên là mình có một cái nỗi đau là gia đình mình không bằng gia đình người ta, gia đình mình bị so sánh với gia đình người ta, cho nên là mình mới quyết định đầu tư. Thực sự chưa hiểu nhiều về công nghệ đâu, chưa hiểu nhiều về pháp lý hay gì hết. Đấy, và sau khi mà Hương đầu tư rồi, Hương mới bắt đầu là tìm hiểu về công nghệ và Hương bắt đầu là lan tỏa chia sẻ cơ hội này. Và khi mà trong cái quá trình mà trước khi đầu tư thì Hương trải qua nhiều công việc và Hương cảm thấy là mình khá là mệt mỏi, khá vất vả, và thậm chí là có lúc gia đình mình á, vợ chồng mình cả tuần lễ chỉ nói với nhau một ba câu nói thôi anh chị, có ngày không nói chuyện với nhau do là quá mệt mỏi với công việc, quá mệt mỏi với công việc. Và dường như là Hương cảm thấy là cuộc sống mình không như mình mong muốn. Và Hương mới nhận ra một điều là những cái gì mình làm, những cái công việc mình trải qua, hầu như là mình chỉ chọn theo cảm xúc. Mình làm việc chỉ vì muốn kiếm tiền và mình chỉ vì nghe lời nói của người này khuyên, nghe người kia khuyên. Nhưng mà thực chất những người mà khuyên mình á, họ vẫn đang rất là chật vật ở cuộc sống của họ. Và Hương nhận ra một điều là khi mình làm việc vì tiền và mình làm việc theo cảm xúc và mình chỉ nghe những lời khuyên những người bên cạnh mình, thì mình sẽ có một cuộc sống chật vật giống như họ. Và để thay đổi cuộc sống của mình, muốn thay đổi cái tương lai của mình, bắt buộc mình phải nghe theo những cái lời khuyên, lời nói của những người thành công. Và một cái tư duy mà Hương cảm thấy mình rất là tâm đắc và mình đã đi đúng hướng với con đường này, đó là về Kim Tứ Đồ. Và cái người mà đã sáng lập ra Kim Tứ Đồ này, đó chính là Robert Kiyosaki, một tỷ phú người Mỹ gốc Nhật. Và Hương cảm thấy là Hương rất tâm đắc với Kim Tứ Đồ khi mà Hương mà biết. Và Hương xin chia sẻ màn hình ạ. Mọi người đã thấy màn hình của Hương chưa ạ? Chú Toàn, chú thấy màn hình của Hương chưa? À, chú có thấy rồi. Dạ, cảm ơn chú. Về cái Kim Tứ Đồ, vì sao mà Hương thấy, Hương nói, Hương chia sẻ mọi người là Hương rất tâm đắc với Kim Tứ Đồ? Trong cuộc sống của mình á, có rất là nhiều người ở xung quanh mình và họ đang phải đi làm công việc, họ rất là chật vật, nhưng mà họ hay đưa ra cho mình những lời khuyên. Thực chất là họ đang phải dùng công sức của mình, dùng thời gian của mình, dùng sức khỏe của mình để đi kiếm tiền. Và những công việc mà Hương trải qua, như là Hương đi dạy học nè,
Hương đi dạy học này, hay Hương đi làm công nhân này, thì khoảng thời gian đó hầu như là mình đi làm việc vì tiền, mình muốn kiếm tiền để phục vụ cho cuộc sống của mình đấy. Nhưng mà mình lại nghe lời khuyên của những người y hệt như mình, cho nên là cuộc sống của mình lúc đó là chỉ biết sáng đi làm về và sáng đi làm tối về, nó cứ lặp đi lặp lại, nó không có bất cứ một cái ý nghĩa nào hết. Và số tiền mình nhận lại nó có nằm trong một cái phạm vi nhất định. Chẳng hạn như thời điểm bây giờ, nếu như mà làm giáo viên, nếu như Hương vẫn làm giáo viên thì Hương vào biên chế, Hương vào công chức nhà nước năm đầu tiên thì có thể mức lương cơ bản của Hương là 3 triệu đồng. Đấy, và mức nếu với mức lương 3 triệu đồng này, một năm Hương được 36 triệu. Nếu như không ăn uống, không tiêu xài, một năm Hương sẽ dư ra 36 triệu. Thì cô chú anh chị nghĩ là với một năm 36 triệu, 10 năm 360 triệu và 100 năm mình mới dư được 3 tỷ 6 đúng không ạ? Và phải 30 năm sau Hương mới dư được 1 tỷ. Còn cái việc mà như lúc nãy Hương nói là Hương góp vốn vào cổ phần doanh nghiệp, và với số tiền 1.000 đô ban đầu, Hương đã có thể sở hữu một tài sản định giá 1 tỷ đồng. Cho nên là cái việc Hương bắt đầu biết cơ hội này và Hương bắt đầu chiếm cơ hội này khi mà Hương còn là một người giáo viên. Và cái ô thứ hai mà ông Robert Kiyosaki ông nhắc đến đó là cái ô tự kinh doanh, làm tư, là kinh doanh nhỏ lẻ. Thì Hương cũng là người đã trải qua cái nhóm người này rồi. Khi mà có thời điểm là Hương buôn bán thức ăn, Hương mở một cái quán ăn sáng nhỏ ở nhà mẹ chồng Hương. Và mỗi sáng là Hương vì bán trong hẻm, cho nên là mỗi ngày là mỗi món, mỗi tuần là đổi 7 món. Đấy, một tuần đổi 7 món. Cho nên là anh chị biết là cứ sáng 3 giờ mở mắt ra là phải nấu xong rồi tới sáng phải đứng bán xong rồi trưa xong phải dọn dẹp xong rồi chiều phải đi chợ, không có thời gian nghỉ ngơi, mà không phải là cái số tiền mình bán được nó đều anh chị. Có hôm thì mình bán hết thức ăn thì mình có lời khoảng 100-200 nghìn, có hôm thì mình không bán hết thì coi như là gia đình mình ăn cái phần thức ăn đó để bù vào cái phần chi phí mình đi chợ đấy. Và hiện tại bây giờ á, chẳng hạn như chồng Hương bây giờ cũng vậy, khi mà chồng Hương làm công việc là nghề hớt tóc nam á, thì cũng là nằm trong cái nhóm này, cũng là nằm trong cái nhóm kinh doanh tự do, là cũng phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra. Tuy nhiên cái phần thu nhập mình á, nó sẽ cao hơn những cái nhóm người ở phải bỏ thời gian, bỏ công sức ra đi làm công mà tới tháng lãnh lương. Dĩ nhiên là cái công việc tự do của mình nó sẽ nhận được cái nguồn thu nhập cao hơn những cái người mà làm công ăn lương. Tuy nhiên chúng ta phải bỏ thời gian ra rất là nhiều. Chẳng hạn như cái người làm công thì có thể là làm một ngày 8 giờ theo cái sự phân công của công ty, của doanh nghiệp. Nhưng mà cái người làm tư này có thể là phải bỏ ra 12 tiếng, 16 tiếng để mà làm hết cái công việc của mình, để mà làm xong công việc của mình. Và cái thu nhập của mình có thể là rất là nhiều nhưng mà nó không đều đặn anh chị ạ. Và cái nhóm người thứ ba mà ông Robert Kiyosaki ông muốn nhắc đến đó là cái nhóm kinh doanh nhưng mà kinh doanh lớn, là người, con người và hệ thống muốn làm việc cho mình. Thì ở cái nhóm này chẳng hạn như chúng ta thấy là KFC hay là hệ thống Highland hay là những cái nơi mà người ta nhượng quyền thương hiệu như là sữa chua hay là gà rán hay là bánh pizza hay là bánh mì gì đó, thì người ta sẽ nhượng quyền thương hiệu. Ở những người nhóm C này là những nhóm người thuộc kinh doanh nhưng mà họ có hai hình thức kinh doanh. Thứ nhất là kinh doanh vì tiền và thứ hai là kinh doanh không phải vì tiền. Hương nói đây là vì sao có hai nhóm kinh doanh. Những người mà người ta kinh doanh bắt đầu từ tiền, không phải vì tiền á, là người ta có cái sự gọi là phát minh, nghiên cứu, sáng chế, và người ta dùng những cái trí tuệ của họ và người ta gọi vốn từ bên ngoài. Và khi người ta gọi vốn từ bên ngoài rồi, người ta sáng lập ra một cái thương hiệu rồi, bắt đầu người ta nhượng quyền cho những cái người tư nhân này nè. Nhượng quyền những cái tư nhân, chẳng hạn như Hương sáng tạo ra một cái thương hiệu cà phê pha máy chẳng hạn, và Hương nhượng quyền cho những cái người mà người chủ, người ta mua cái xe cà phê của Hương, mua xe cà phê, và Hương nhượng quyền ra được 50, 100 hay là 500, 1000 cái xe cà phê, thì lúc đó Hương mới có cái nguồn thu nhập thụ động từ cái việc là người ta lấy cà phê mỗi ngày trong công ty của Hương, trong thương hiệu của Hương. Đấy, và cái đó gọi là cái kinh doanh hệ thống. Và cái kinh doanh hệ thống theo hình thức thứ hai đó là hệ thống online. Chẳng hạn như bây giờ anh chị thấy là các công ty mà người ta kinh doanh theo mạng lưới affiliate marketing,
Chẳng hạn như bây giờ các công ty đa cấp ở Việt Nam như là đa cấp nhưng mà chính thống được xin phép anh chị, ví dụ như là Herbalife hay Amway hay Nu Skin là những công ty có những cái sản phẩm rất là tốt đấy, và người ta bắt đầu là người ta cho con người bán trực tiếp, chia sẻ trực tiếp và tạo ra một cái hệ thống con người tiêu dùng cái sản phẩm đó đấy. Thì những cái người mà người ta tạo ra Nu Skin, Herbalife, Amway đó, thì những cái người đó người ta đang ở thuộc ở nhóm C, người ta kinh doanh thụ động trên cái hệ thống của mình đã tạo ra. Và để mà mình có được cái nguồn tự do, cái thời gian mình rảnh rỗi hơn, rồi tiền bạc mình nó thoải mái hơn, thì bắt đầu chúng ta phải bước chân vào thị trường đầu tư. Cái nơi này mới là cái nơi khiến tiền làm việc cho mình, và đây là cảnh giới cao nhất của việc kiếm tiền. Ở trong xã hội này, những cái người mà thuộc nhóm làm công và những người thuộc nhóm làm tư chiếm đến 95% dân số thế giới, nhưng mà chỉ có chiếm 5% cái tài sản của xã hội. Còn những người làm việc, làm chủ hệ thống và những người đầu tư chiếm có 5% xã hội thôi, con người ở xã hội thôi, nhưng mà chiếm đến 95% tài sản của xã hội. Và Hương có đọc một quyển sách của Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu của Robert Kiyosaki và Tổng thống Donald Trump, thì hai ông đã nói rằng cái con số mà 95% chiếm 5% tài sản này dần dần nó sẽ thay đổi chứ nó không đứng yên một chỗ. Có nghĩa là 99% từ 95 có thể tăng lên 96, 97, 98, 99% dân số chỉ chiếm có 1, 2, 3, 4 tài sản, 4% tài sản thôi. Là do đồng tiền của mình càng ngày càng mất giá trị. Những con người làm việc vì tiền, làm việc vì cái thứ mất giá trị, thì càng ngày cái tài sản càng thụt xa tầm tay của họ. Có phải rõ ràng anh chị thấy là cái việc mình bỏ công, mình đi bỏ thời gian, mình đi làm công, bỏ đi kiếm tiền, thì mình đã phải là chưa đủ tiền để mà mình sinh sống, chưa đủ tiền để sinh hoạt hàng ngày, huống chi đâu mà mình để dành ra được khoảng 1 tỷ, 2 tỷ để mà mình mua một miếng đất, để mua một miếng đất để dành, đúng không ạ? Thì cái tài sản là đất đai, vàng bạc là tài sản, cổ phần là tài sản. Và anh chị thấy là có phải là làm sao mình mua được một cái miếng đất mình để dành mà tài là về sau mà nói đến việc giàu, đúng không ạ? Cho nên là bắt buộc là mình phải dịch chuyển từ cái việc là mình làm công, mình kinh doanh tự do hay là mình kinh doanh hệ thống, làm bất cứ gì đi chăng nữa, chúng ta đều phải dịch chuyển mình vào đến ô cuối cùng là ô đầu tư. Và cái ô đầu tư này, nếu như mà mình tìm hiểu không kỹ á, mình chỉ nghĩ là đầu tư có nghĩa là tôi đầu tư tiền và tôi thu về lợi nhuận. Nhưng mà chúng ta biết là cái đó chính là cái sai lầm lớn nhất khi chúng ta đi đầu tư. Và cái câu này chính là người ông Warren Buffett, ông đã chia sẻ, một nhà đầu tư huyền thoại chia sẻ là nếu như anh chị chỉ quan tâm đến lợi nhuận, nếu như đầu tư mà mình chỉ quan tâm đến lợi nhuận thì đó là một cái sai lầm lớn nhất. Mà cái sai lầm này phải nói là nó rất là đau lòng, mà Hương đã gặp rất là nhiều người luôn anh chị. Và bản thân Hương cũng đã từng trải qua cái vấn đề này. Do là mình nghĩ là cứ đầu tư và mình hỏi là hôm nay mình đầu tư vào đó, tháng sau tôi được lãi bao nhiêu, năm sau tôi được lãi bao nhiêu, hoặc là ngày mai tôi được lãi bao nhiêu. Thì khi mà cái vấn đề mà nếu như ai đó chia sẻ cho anh chị cái cơ hội về đầu tư, nó anh chị chỉ nghĩ là tôi đầu tư là tôi tự do về thời gian, tôi tự do về tài chính và tôi chỉ bỏ tiền vào đầu tư. Và tôi chỉ hỏi là lời bao nhiêu thôi. Thì khi cái việc đó là cái nguy cơ tiềm năng, cái rủi ro rất là cao mà anh chị sẽ phải gặp phải khi mà anh chị hỏi đến cái việc là tôi đầu tư có lợi nhuận bao nhiêu. Cho nên anh chị mình lưu ý là khi mà nếu như mà anh chị đi đầu tư hoặc ai đó chia sẻ cho anh chị cơ hội, hạn chế, hãy nói người ta đừng bao giờ hỏi câu hỏi này, mà hãy thay vì hỏi câu hỏi đó, hãy đặt ra cái tiêu chí để mà mình lựa chọn sản phẩm để mình đầu tư. Và những tiêu chí đó là gì, mình hãy chia sẻ cho họ những tiêu chí để mà đầu tư. Dù là mình là người đi đầu tư hoặc là mình là người đi chia sẻ cơ hội, thì mình cần phải giúp người ta hiểu được các tiêu chí nào cần thiết khi mà đi tham gia thị trường đầu tư, chứ không phải là chỉ riêng về tiêu chí lợi nhuận. Lợi nhuận là tiêu chí cuối cùng trong cái việc đi đầu tư ạ. Và cái tiêu chí thứ nhất mà anh chị cần phải tìm hiểu đó là về sản phẩm, về công nghệ. Chúng ta cần phải biết là sản phẩm công ty đó là gì, họ sản xuất ra cái gì, công nghệ đó là ra sao, có giải quyết được các vấn đề của xã hội hay không. Và cái tiêu chí thứ hai, ai là người sáng lập ra cái tập đoàn đó, doanh nghiệp đó,
ông có cái người đó có năng lực, có tâm huyết, có sứ mệnh gì hay không. Đấy, vì cái sứ mệnh chính là trái tim, là hơi thở của doanh nghiệp. Nếu như một doanh nghiệp họ chỉ ra những cái sản phẩm công nghệ nhưng mà họ không có sứ mệnh, họ không giải quyết được vấn đề thì cái doanh nghiệp đó cũng không phát triển được, và họ cũng sẽ bỏ giữa chừng, bỏ giữa chừng cái sáng chế mà họ tạo ra. Và cái thứ ba, bắt đầu mình mới tìm hiểu là sự minh bạch rõ ràng về pháp lý, về tài chính của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp đó khi mà người ta làm việc, người ta có kiểm toán đầy đủ rõ ràng chi tiết hay không? Có ai giám sát cái quá trình hoạt động của họ hay không? Hay là tự họ vận hành cái doanh nghiệp đó? Đấy, nếu như mà sự minh bạch càng rõ ràng, càng pháp lý càng chuẩn, càng có cái bên mà giám hộ, giám sát, thì cái việc mà mình đầu tư vào đó mình càng an tâm, cái độ rủi ro mình nó gần như là về con số 0. Và cái điều thứ tư mà cô chú anh chị cần quan tâm đó là thành tựu và tiềm năng thương mại. Doanh nghiệp đó nói ra những cái tầm nhìn rất là hay, sản phẩm nói ra sản phẩm rất là hay, họ nói những điều rất là tuyệt vời, mình nghe mình cảm thấy rất là hay, đúng không? Mình nghe mình cảm thấy nó rất là giá trị. Nhưng mà một cái điều thứ tư nó quan trọng không kém, đó là ai đã từng sở hữu, ai đã từng thử qua cái sản phẩm đó, ai đã từng sử dụng cái sản phẩm đó. Chẳng hạn như bây giờ đơn giản, ví dụ như cô chú anh chị đi mua một cái cà phê, hay là mua một, như các cô thì thường dùng mỹ phẩm, thì khi mình đi mua mỹ phẩm thì mình nghe lời của cái người bán, người ta quảng cáo, hay là mình nghe, mình xem những cái người ta đã sử dụng qua. Có phải là những người nào người ta đã sử dụng qua, người ta đã trải nghiệm, thì người đó mới chính là cái người chứng nhận cái sản phẩm đó, người ta mới biết là cái sản phẩm đó an toàn, sản phẩm đó tốt như thế nào, đúng không ạ? Cho nên là mình cần xem những cái người mà người ta đã chứng nhận, người ta đã hiểu biết về sản phẩm, cái đó là cái lời gọi là nhận xét khách quan nhất. Và cuối cùng mình mới tìm hiểu là tiêu chí để mình lựa cái quyền lợi khi mà mình đầu tư vào doanh nghiệp đó là gì. Tôi đầu tư vào đây, một năm sau tôi có cái gì, 2 năm sau tôi có cái gì, 3 năm sau tôi có cái gì. Đừng có hỏi là tôi đầu tư vào đây tôi lãi bao nhiêu. Đấy, đầu tư vào đây tháng lãi một tháng bao nhiêu, có nghĩa là mình đang mang cái tư tưởng, cái tư duy là lãnh lương hàng tháng, và mình đang mang cái tư duy là làm công ăn lương để đi đầu tư, nó không đúng với lại tiêu chí của nhà đầu tư, đúng không ạ? Và nếu như ngày hôm nay Hương đưa ra cho anh cô chú anh chị một cái tập đoàn, một cái doanh nghiệp đang gọi vốn cổ phần, và doanh nghiệp này có thể đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí mà mình đưa ra, thì cô chú anh chị có đầu tư hay không ạ? Và hôm nay Hương xin chia sẻ với cô chú anh chị một cái sản phẩm công nghệ rất độc đáo, rất thân thiện với môi trường, đang phù hợp với xu hướng của xã hội. Đó là công nghệ Skyway thuộc tập đoàn Unisky Shin Technology. Công nghệ Skyway này là một hệ thống giao thông trên cao, đi trên đường dây có độ bền cao. Và hệ thống giao thông này là có thể độ tồn tại của hệ thống này đến hàng trăm năm. Và tiềm năng công nghệ của hệ thống giao thông này như thế nào thì Hương xin mời cô chú anh chị xem một cái video ngắn ạ. Giao thông luôn được xem là đề tài nóng hổi của toàn nhân loại, là một ngành sản xuất đặc biệt và trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng vật chất trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Song song với giá trị mà ngành giao thông mang lại cho xã hội lại là những vấn nạn giao thông nhức nhối mà toàn thế giới đang phải đối mặt từng ngày, đó là tắc đường, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Giải quyết những vấn nạn mà ngành giao thông gây ra luôn là bài toán khó, khiến cho chính phủ các quốc gia trên thế giới luôn phải đau đầu mà chưa có lời giải đáp. Tắc đường, sát thủ âm thầm bóp nghẹt nền kinh tế. Dễ dàng nhận thấy một đặc điểm chung có thể bắt gặp ở mọi quốc gia trên thế giới, đó là khuôn mặt trắng trợn ngồi bất lực trước vô lăng vì bị kẹt cứng trong hàng dài xe cộ không thể nhúc nhích do tắc đường. Thiệt hại kinh tế do tắc đường gây ra lên đến hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Riêng tại Mỹ, tính đến năm 2018, ùn tắc giao thông gây thiệt hại cho quốc gia này 256 tỷ đô la. Tức là trung bình mỗi người dân ở đây mất tới 6.000 đô la chi trả cho nạn ùn tắc giao thông mỗi năm. 2/3 trong số này là kết quả của việc lãng phí năng lượng và thời gian, phần còn lại là do tăng chi phí sản xuất. Những con số khiến cho nhiều người phải giật mình. Tai nạn giao thông,
vấn đề được xem là quốc nạn. Không bom đạn, không súng ống, nhưng những con số người chết do tai nạn giao thông gây ra mỗi năm lớn hơn số người thiệt mạng trong tất cả các cuộc chiến tranh tàn khốc của bất kể một quốc gia nào trên thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có đến 50 triệu người thương vong do tai nạn giao thông gây ra. Trong đó có 1.450.000 người chết và hơn 30 triệu người chịu thương tật vĩnh viễn. Tai nạn giao thông gây thiệt hại đáng kể về nền kinh tế cho các cá nhân, gia đình và các quốc gia nói chung. Hầu hết các quốc gia mất đi 3% tổng sản phẩm quốc nội do tai nạn giao thông gây ra mỗi năm. Ô nhiễm môi trường, cơn ác mộng của toàn thế giới. Những con số thiệt hại mà ngành giao thông gây ra ở trên vẫn còn chưa tính đến cái giá phải trả cho lượng khí thải carbon dioxide mà các phương tiện thải ra cho môi trường. Tổng cộng, các phương tiện giao thông đã thải ra hơn 25.000 tấn khí CO2 không cần thiết mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc hàng năm thế giới tốn thêm hơn 500 triệu đô la Mỹ. Và hãy thử hình dung nếu như con người hấp thụ hết số carbon dioxide này thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến như thế nào. Và để khắc phục những vấn đề nhức nhối mà ngành giao thông vận tải gây ra, chính phủ các quốc gia đã sử dụng nhiều biện pháp xử lý cũng như chi hàng bội tiền nhằm phần nào giảm đi những thiệt hại, nhưng xem ra cũng chỉ như muối bỏ biển. Và nếu như có một loại phương tiện sinh ra giúp giải quyết được tất cả những vấn nạn trên thì tiềm năng phát triển của nó là vô cùng mạnh mẽ. Đó chỉ có thể là Skyway. Công nghệ giao thông Skyway được thiết kế đặc biệt với đường ray treo trên cao và các con tàu di chuyển bằng bánh xe thép liên kết với cấu trúc đường ray đó. Với kết cấu thanh mảnh nhỏ gọn, Skyway hoàn toàn có thể đặt được ở trong các tuyến phố nhỏ, nơi mà nạn ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Mọi di chuyển của con tàu Skyway đều không liên quan đến mặt đất, nên giảm thiểu đáng kể lưu lượng tham gia giao thông đường bộ. Tốc độ của công nghệ này có thể đạt đến 150 km/h trong nội thành và 500 km/h ở ngoại thành. Với ưu điểm này, Skyway gần như giải quyết triệt để nạn ùn tắc giao thông. Con tàu của Skyway với đặc thù hoạt động chủ yếu trên các đường ray treo trên cao nhờ các cột chống đỡ, khoảng cách từ 10 đến 15 mét so với mặt đất và hoàn toàn không va chạm với bất kể phương tiện giao thông đường bộ nào. Đặc biệt, Skyway là công nghệ tự động hóa và không người lái. Như vậy, sẽ loại bỏ hoàn toàn các yếu tố chủ quan đáng tiếc do con người điều khiển giao thông gây ra như sử dụng rượu bia, chất kích thích, buồn ngủ hay là mất tập trung. Điều này cho thấy Skyway đạt độ an toàn cao khi hoạt động và loại bỏ được vấn đề tai nạn giao thông. Một trong những yếu tố được đánh giá cao nhất ở công nghệ Skyway là thân thiện với môi trường. Công nghệ Skyway hoàn toàn sử dụng các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Mỗi trạm dừng nghỉ chính là một trạm thu và truyền tải điện năng. Như vậy, Skyway đang đáp ứng đúng nhu cầu mà cả thế giới đang hướng tới, đó là tìm kiếm nguồn năng lượng sạch. Hàng loạt các trang báo lớn trên thế giới đăng tải thông tin châu Âu đang tiến tới xóa bỏ động cơ đốt trong, tương lai nào cho các hãng xe hơi truyền thống. Đức sẽ cấm sản xuất xe hơi chạy động cơ đốt trong. Anh sẽ cấm bán các loại ô tô sử dụng động cơ đốt trong. Thật vậy, vì nếu như nguồn tài nguyên dầu mỏ đang ngày càng bị khai thác cạn kiệt, lượng khí thải sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu đang dần hủy hoại môi trường sống của con người và các sinh vật trên thế giới, thì việc hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân là vô cùng cần thiết. Ngoài những ưu điểm nêu trên, công nghệ Skyway còn có các tính năng vượt trội khác như có thể chạy trên mọi địa hình. Với những quốc gia thường xuyên có tuyết vào mùa đông, có những nơi tuyết dày hàng vài mét khiến cho giao thông gần như đóng băng. Đường ray của Skyway nằm cách biệt với mặt đất và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tự nhiên này, nên việc di chuyển bằng tàu Skyway vẫn diễn ra một cách dễ dàng và thuận tiện. Hay với những quốc gia có nhiều đảo như Thụy Điển, Indonesia hoặc thường xuyên xảy ra lũ lụt như Việt Nam, thì việc di chuyển bằng các con tàu Skyway sẽ là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bão cát thường được xem là nỗi kinh hoàng của các quốc gia thuộc khu vực Trung Đông. Mỗi trận bão cát đi qua gần như xóa sạch dấu vết của một con đường. Giao thông tê liệt khiến cho người dân và chính phủ các quốc gia này luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Và tất nhiên, Skyway sẽ là giải pháp tối ưu khi di chuyển qua các vùng sa mạc. Như vậy, đủ để nhìn thấy tiềm năng mà Skyway sẽ mang lại cho ngành giao thông thế giới là vô cùng to lớn. Một câu nói kinh điển của tỷ phú Robert Kiyosaki, tác giả của cuốn sách Cha giàu cha nghèo đó là: "Nếu bạn biết dòng tiền trên thế giới đang chảy về đâu, bạn hãy đi theo nó." Đó
đó là cách tốt nhất để giúp bạn trở nên giàu có. Công nghệ Skyway sẽ là tương lai của ngành giao thông thế giới. Đầu tư vào công nghệ Skyway chính là bạn đang đầu tư vào một tầm nhìn lớn. Chúc các bạn thành công! Đừng quên like và subscribe kênh Skyway TV để cập nhật những thông tin mới nhất từ tập đoàn Skyway. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều, cảm ơn anh chị em rất là nhiều đã dành thời gian lắng nghe cái video này. Và bao nhiêu cô chú anh chị em cảm thấy là công nghệ Skyway này nó rất là tuyệt vời ạ? Có thể comment cho Hương số 10 vào khung chat được không ạ? Không biết là mọi người có được comment không ha? Rồi, mọi người vẫn comment rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Tiềm năng của công nghệ Skyway này như trong video chúng ta đã nghe thấy các bạn ạ, xây dựng trên mọi địa hình. Mọi người thấy là hiện tại thì trên trái đất mình có rất là nhiều địa hình khác nhau, sông ngòi hay là sa mạc hay là đồi núi hay là biển, thì công nghệ Skyway này có thể đi qua tất cả mọi địa hình, dù là địa hình đó khó như thế nào vẫn có thể đi qua được hết. Và cái tiềm năng thứ hai là chi phí thấp, chỉ từ 5 triệu đô trên 1 km. Chúng ta thấy là hiện tại những cái tuyến cáp treo mà Hương đã từng đi qua, giống như là núi Bà Tây Ninh nè, hoặc là Bà Nà Hiêu nè, thì ở hai nơi này có những cái tuyến cáp treo, và rất là nhiều người bảo là cái tàu Skyway này nó giống như cái cáp treo, nhưng thực tế nó không đúng anh chị. Cái tàu Skyway của mình là đi bằng công nghệ AI, công nghệ không người lái, và khi mà di chuyển là con tàu nó di chuyển. Còn cái cáp treo thật sự lúc trước Hương không biết, Hương tưởng là cái cáp treo nó di chuyển, nhưng thực chất đó là cái sợi dây, cái ròng rọc nó quay và sợi dây nó di chuyển, chứ không phải là cái con tàu nó di chuyển, mà là cái sợi dây nó quay, nó đưa cái khoang hành khách mình ngồi trong đó đưa mình đi đấy. Và cái việc mà chi phí mà xây dựng cho những cái tuyến cáp treo đó là rơi vào khoảng là 20 triệu đô trên 1 km, và chỉ sử dụng trong khoảng 10 đến 20 năm, mà là phải thay mới toàn bộ. Nhưng mà ở đây tàu Skyway của mình là mình chi phí xây dựng chỉ từ 5 triệu đô. Và như chủ tịch đã từng nói, nếu như những địa hình mà khó khăn cần nhiều cái việc là di chuyển thiết bị lên trên đó, thì nó sẽ cao nhất vào khoảng 15 đến 17 triệu đô, chứ không bao giờ đến khoảng 20 triệu đô như là cáp treo. Đấy, và công nghệ của mình còn có việc là an toàn hơn gấp 100 lần cái giao thông truyền thống. An toàn hơn giao thông truyền thống gấp trăm lần vì do sử dụng công nghệ AI. Giao thông truyền thống của mình có phải là mọi người thấy đi ra đường bây giờ rất là nguy hiểm đúng không ạ? Dù là mình đi bộ hay đi xe đạp hay đi xe máy hay đi ô tô hay đi máy bay đều có những cái rủi ro nhất định, và cái số người mà chết do tai nạn giao thông mỗi năm nó nhiều hơn cái số lượng người chết trong chiến tranh. Đấy, và đây là một nỗi đau, nỗi mất mát vô cùng lớn đối với con người trong cái xã hội này. Hầu như là ai cũng phải trải qua một cái lần bị tai nạn giao thông, gia đình nào cũng có người phải trải qua, dù nhẹ dù nặng gì cũng có hết đúng không anh chị? Và bản thân Hương cũng phải trải qua, bản thân Hương mặc dù mình chạy xe rất là kỹ, phải nói là tay lái rất là cứng luôn, nhưng mà đến một thời điểm nào đó nó xui, hay là mình gặp một người nào đó người ta chạy ẩu, người ta vẫn có thể tông vào mình và khiến cho Hương bị gãy tay đó, bây giờ vẫn còn cái sẹo rất là lớn. Và cái việc mà mình đi ra ngoài do cái mình tiếp xúc với những cái công nghệ giao thông mà do con người điều khiển như vậy, nó phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người như vậy. Và khi mà đi máy bay á, anh chị nghe thấy là gần đây có những bài báo là tiếp viên hàng không hay là phi công bỏ hành khách khi mà cái máy bay có sự cố và có nguy cơ bốc cháy. Có phải là khi mình vừa lên máy bay, người ta đưa ra những cái hành động hướng dẫn mình thoát nạn, hướng dẫn mình gọi là mặc áo phao hay làm gì các thứ, rất là hay, rất là chuẩn, rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Nhưng mà khi có một bất trắc gì đó xảy ra, nếu như may á, mình gặp một người phi công hay là một người tiếp viên người ta có tâm, thì người ta còn ở đó cứu giúp mình thoát nạn đúng không? Còn cái thời điểm mà Hương gặp một bài báo Hương đọc mà Hương cảm thấy ngao ngán luôn, tiếp viên chạy trước, phi công chạy trước, còn hành khách để mặc đó. Và dĩ nhiên là họ sẽ phải chịu một cái hình án nào đó, nhưng mà cuối cùng thì sao ạ? Nếu như chẳng may cái chúng ta gặp trong hoàn cảnh đó thì cái rủi ro chúng ta rất là cao. Và cái tốc độ mà di chuyển của những phương tiện giao thông truyền thống, chẳng hạn như ô tô thì tốc độ cao tối đa cũng là 80, gắn máy thì là 80 hay 100. Còn nếu như mà ô tô thì tốc độ tối đa cũng khoảng từ 120 thôi. Nhưng mà mình ở đây tốc độ tối đa mình từ 150 đến 500 km/h. Và
Điều đặc biệt đáng nói ở đây là cái những cái phương tiện giao thông truyền thống cũ á, nó đang hoạt động á, nó gây một cái sự ô nhiễm môi trường rất là cao. Đồng thời những cái phương tiện giao thông cũ mình cần phải giải phóng mặt bằng, mình cần phải là tráng nhựa trên đường, và nó làm tổn hao đi rất là nhiều tài sản của con người, của thiên nhiên, đúng không ạ? Cái việc mà giải phóng mặt bằng, người ta đang sinh sống yên ổn, bỗng nhiên là giải phóng đền bù một số tiền rất là nhỏ và mọi người phải đi tìm một cái nơi khác sinh sống. Cái việc thứ hai là cái việc trải nhựa lên trên mặt đường, mặt đất. Trái đất cũng như là cơ thể chúng ta, đúng không ạ, có một cái vòng tuần hoàn tự nhiên. Đất là để nước mưa trên trời xuống và nó sẽ thấm qua đất và nó sẽ bốc hơi qua lá, qua cây. Nhưng mà cái việc mà nhựa trải trên đường như vậy á, nó sẽ làm cho mặt đất mình lại bít lại. Cho nên anh chị thấy là càng ngày các tuyến đường càng nhiều thì cái việc là lũ lụt nó càng cao. Mỗi lần một trận mưa là mỗi lần một trận lũ lụt, mỗi lần một trận mưa là mỗi lần ngập. Đấy, cho nên là cái hậu quả của việc là các tuyến đường nhựa nó làm như vậy, là hậu quả của việc là chặt phá rừng để mà làm tuyến đường giao thông, nó làm cho nước chảy xuống một cách nhanh, bất ngờ, và ở dưới không thấm vào kịp, cho nên nó gây ra những cái vấn đề là lũ lụt, gây ra những cái vấn đề ngập lụt rất là nghiêm trọng. Và cả thành phố Hồ Chí Minh, cả Hà Nội hay cả Trung Quốc, cả thế giới đều phải hứng chịu những cái vấn đề do tai nạn giao thông, do cái việc xây dựng hạ tầng giao thông gây ra. Và bên cạnh đó là thiên nhiên cũng bị hủy hoại, khói bụi của từ việc mà xăng dầu khí đốt thải ra môi trường, chúng ta cũng phải ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là lớn. Và công nghệ Skyway của chúng ta đi hoàn toàn bằng năng lượng gió, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, hoặc đi bằng pin điện, phụ thuộc vào cái việc là khách hàng yêu cầu mình. Nhưng mà những dù cho chúng ta đi bằng cái việc gì đi chăng nữa, bằng pin hay bằng năng lượng mặt trời hay năng lượng tái tạo, thì chúng ta vẫn không có hề thải ra bất kỳ một cái khói bụi nào ô nhiễm môi trường, hoặc là diện tích xây dựng của chúng ta rất là thấp luôn. Để xây dựng 1 km tuyến đường Skyway chỉ tốn 100 m² đất, và những cái mặt đất còn lại chúng ta có thể là phục vụ cho việc trồng trọt, chăn nuôi, sinh sống của con người, không bị ảnh hưởng đến cuộc sống, nhu cầu của chúng ta. Hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều loại hình vận tải như là ô tô hay là xe khách hay là xe buýt hay là vận tải, đúng không? Rất nhiều loại, đúng không ạ? Và công nghệ Skyway chúng ta cũng có những loại hình vận tải tương đương với lại hệ thống giao thông truyền thống. Đó là thứ nhất, vận tải hành khách đô thị. Vận tải hành khách đô thị của Skyway có tốc độ đến 100 km/h và có thể vận chuyển 50.000 người trên một giờ. Chúng ta thấy có thời điểm là ở thành phố á, là nhà nước bắt đầu hỗ trợ cho những chuyến xe buýt. Nhưng anh chị thấy là những chuyến xe buýt nó rất là ít, đúng không ạ? Mình phải đứng mình đợi 30 phút, 1 tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe buýt đi qua. Và nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu đi lại của con người. Nó vận chuyển người rất là ít. Cho nên là con người không thể sử dụng cái tuyến xe buýt đó. Nhưng mà công nghệ Skyway của mình ở đô thị có thể di chuyển tốc độ nhanh và di chuyển vận chuyển 50.000 người trên một giờ. Thì cho dù nhu cầu của con người có cao cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể đáp ứng, vẫn có thể vận chuyển mọi người đi dù là ở đô thị đông đúc. Và thứ hai đó là vận tải cao tốc liên tỉnh. Bây giờ Hương đi từ Hồ Chí Minh, Hương đi ra Hà Nội hoặc đi từ Hà Nội về thành phố Hồ Chí Minh, thì cái giá vé dao động của Hương á, đi từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đi hai vòng như vậy, có khi lên tới 5 triệu anh chị, có khi lên tới 6 triệu. Và có thời điểm ít ai đi nó rẻ, thì nó rẻ lắm là nó cũng tầm 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Đấy. Và cái giá vé này Hương cảm thấy là nó rất là cao và nó rất là lãng phí trong cái việc mình đi lại. Nhưng mà do tính chất công việc mình phải đi lại thì mình buộc mình phải trả cho cái chi phí đó. Còn nếu như mà đến khi mà tàu cao tốc Skyway liên tỉnh xuất hiện, thì thế nào ạ? Hương đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hương đi ra Hà Nội chỉ tốn chi phí 10 đô là 240.000. Có tuyệt vời không ạ? Đến lúc đó mình vừa có cổ phần Skyway, mình vừa đi lại với chi phí rất rẻ, mình không cần phải sử dụng tiền nữa, đúng không ạ? Tiết kiệm rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là vận tải hàng hóa. Vận tải hàng hóa là một cái nhu cầu vận tải, nó đáp ứng cho cái việc là vận chuyển logistics, vận chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, vận chuyển toàn cầu luôn anh chị. Và anh chị thấy là cái việc vận chuyển hàng hóa này nếu như mà nó bị ách tắc, không giải quyết được như cái việc là kênh đào Suez, nếu như kênh đào Suez nó bị ách tắc một tuần lễ đi thì chúng ta bị thiếu thốn rất là nhiều về lương thực, về nhu yếu phẩm, về thiết bị, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc là sản xuất kinh tế của các quốc gia luôn.
Đấy, cho nên là vận tải hàng hóa hiện tại ở các quốc gia nó rất là nan giải. Và ở công nghệ Skyway của chúng ta có rất là nhiều loại hình vận tải đúng không ạ? Vận tải hàng hóa, vận tải cảng biển. Đấy. Và cái chi phí cho cái vận tải này 1 km 100 tấn mà di chuyển trong 100 tấn mà di chuyển trong 1 km chỉ tốn 1 đô thôi anh chị. Nhưng mà anh chị thấy hiện tại là nếu như mà chở hàng hóa mà đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh thì chi phí nó rất là cao, cao gấp hàng trăm lần với cái vận tải hàng hóa của mình luôn. Cho nên anh chị thấy là ở Dubai hiện tại ở Trung Đông là có đến 2 vị trí chiến lược quan trọng trên thế giới. Thế giới là có 7 vị trí chiến lược nhưng ở Trung Đông là chiếm đến 2 vị trí chiến lược quan trọng trong cái việc là vận tải cảng biển. Cho nên là anh chị thấy việc mà công ty chúng ta thử nghiệm cái vận tải đầu tiên ở Trung Đông không có gì là bất ngờ đúng không ạ? Tại vì nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các nước châu Âu, châu Á và châu Mỹ đều phải bắt buộc đi qua kênh đào của Panama và kênh đào Suez của Trung Đông. Đấy. Và cho nên là nếu như mà những kênh đào này mà không giải quyết được cái nhu cầu vận tải đi qua thì nó ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của toàn cầu luôn. Và một điều dù chúng ta thấy là ở UAE nè, cái việc là cái việc mà vận chuyển hàng hóa qua các quốc gia nó phải đi qua đất nước này, cho nên là cái vị trí chiến lược nó rất là quan trọng, cho nên là an ninh ở đây nó cũng phải rất là quan trọng. An ninh rất quan trọng. Và cái việc mà chúng ta sợ chiến tranh hay sợ này sợ nọ, chiến tranh có thể xảy ra ở đâu, nhưng mà nếu như anh chị tìm hiểu về vị trí địa lý, về kinh tế thì ở Trung Đông không thể nào có chiến tranh. Nếu như ở Trung Đông mà có chiến tranh thì cái việc vận chuyển hàng hóa nó sẽ bị trì trệ, nó không thể nào đáp ứng được thức ăn cho tất cả các quốc gia, cho nên là sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và sẽ không bao giờ có những cái chuyện xấu xảy ra. Cho nên là cái việc mà vận tải của mình đang được sử dụng ở UAE đó là một cái gọi là ưu thế rất là lớn cho tập đoàn của mình. Đấy, có rất là nhiều loại hình vận tải chúng ta đã được sử dụng. Và cái tiêu chí thứ hai mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là gì ạ? Đó là nhà sáng lập Anatoly Yunitskiy. Như ban đầu Hương đã nói với mọi người, chúng ta cần tìm hiểu là người sáng lập này có đủ các yếu tố tâm tầm tài hay không. Thì ở đây, về nói về tài, thì chủ tịch của chúng ta quá là nhiều tài đúng không ạ? Ông là nhà thiết kế chung của tập đoàn Yunitskiy, ông là người lãnh đạo 2 dự án của Liên Hiệp Quốc, thành viên của Liên đoàn Vũ trụ Liên Xô và là tác giả của 200 phát minh, 20 sách chuyên khảo và khoa học và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Đấy, nói về tài thì hầu như là trước giờ mình tìm hiểu về nhà khoa học, về chủ doanh nghiệp hay là về doanh nhân, chưa bao giờ thấy một người nào mà có nhiều phát minh, lại có nhiều bằng sáng chế, có nhiều giải thưởng như là chủ tịch. Và chúng ta càng hãnh diện hơn khi tất cả những bằng sáng chế, những giải thưởng của ông là đều là từ những cái sản phẩm có công rất lớn, đóng góp rất lớn cho cái việc là tồn tại của con người, cho tồn tại, đóng góp tích cực cho cái việc mà tồn tại của con người. Đấy, đó là một điều rất là tự hào. Và thứ hai nữa là ông có tầm hay không? Ông có tầm, cái tầm ở đây là cái tầm nhìn, cái tầm vóc. Đấy, có tầm vóc. Và cái việc mà ông có tầm hay không á, thì một chút nữa Hương sẽ chia sẻ cho anh chị về cái tầm nhìn của công ty như thế nào. Và đây là một trong những cái thời điểm đầu khi mà ông bắt đầu cái quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Ông đã trình bày được những cái mô hình đầu tiên trên quốc tế, trên thị trường quốc tế. Và trên cái ảnh này á, nó có nội dung là phát triển bền vững nơi định cư của con người và cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bằng cách sử dụng hệ thống giao thông dây. Và từ năm 1999 ông đã bắt đầu lần đầu tiên chia sẻ với mọi người về cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của mình. Và Hương xin phép là chia sẻ một chút xíu về cái video về tầm nhìn của Ngài Chủ tịch Yunitskiy, xem là mọi người thấy là tầm nhìn của ông có lớn hay không ạ. Và nguyên liệu thô sang sản xuất hàng hóa và dịch vụ sinh thái trong các cụm đô thị tuyến tính từ nguồn nguyên liệu giống nhau, nhấn mạnh tới tính tự chủ. Quy mô của thị trường toàn cầu đối với chương trình tái khởi động nền kinh tế hành tinh theo hướng phát triển sinh quyền trong thế kỷ 21 sẽ là hơn 10.000 ngàn tỷ đô la Mỹ. Theo 7 hướng chính, thứ nhất là việc xây dựng nhà ở sinh thái tại các thành phố tuyến tính, bao gồm cơ sở hạ tầng cho 10 tỷ người.
thứ hai là sản xuất hàng tỷ tấn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thường niên trong tất cả các cụm thành phố tuyến tính, không có ngoại lệ. Thứ ba là việc tạo ra một mạng lưới sử dụng năng lượng sinh học mặt trời dựa trên than đâu và đá phiến sét với quy mô công suất năng lượng 5 kW trên mỗi cư dân hành tinh. Thứ tư, xây dựng khoảng 10 triệu km mạng lưới hạ tầng giao thông vận tải U-Net, bao gồm các tuyến đường an toàn, tốc độ cao, giá rẻ, hiệu quả và thân thiện môi trường, chạy trên cấp 2, kết hợp với mạng lưới truyền tải điện và thông tin. Thứ năm, sản xuất hàng tỷ tấn mùn sinh học độ phì cao mỗi năm, tạo ra từ chất thải của các nhà máy năng lượng mặt trời dùng vật chất hóa thạch, chất thải hữu cơ từ hoạt động sinh hoạt tại các đô thị tuyến tính. Thứ sáu, làm tăng độ phì nhiêu tự nhiên của đất và cải thiện các vi sinh vật của chúng trong hàng chục triệu km vuông đất của trái đất. Thứ bảy, xóa sổ sa mạc trên tất cả các lục địa và biến đổi hành tinh thân thương, nơi nền văn minh nhân loại ra đời và phát triển, thành một khu vườn nở hoa với đất đai phì nhiêu. Việc thực hiện một chương trình như vậy sẽ cho phép nền kinh tế thế giới phát triển ổn định với mức tăng trưởng GDP hàng năm là 10%. Và dân số 10 tỷ người. Trong vòng 100 năm tới, không có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, xã hội, kinh tế, môi trường, tài nguyên, cơ sở hạ tầng, năng lượng, thực phẩm, nhân khẩu học và những thứ khác. Cô chú anh chị thấy là tầm nhìn của chủ tịch mình nó quá tuyệt vời, nó quá lớn đúng không ạ? Bao nhiêu trong số cô chú anh chị đang thấy là tầm nhìn của chủ tịch mình nó rất rất lớn thì có thể comment cho Hương là tôi được không ạ? Thật sự mà nói là Hương rất là thích xem cái những cái video mà chủ tịch nói về cái sứ mệnh, về cái tầm nhìn của mình. Mỗi lần mình nghe cái những cái video đó anh chị, cảm thấy mình rất là sướng luôn á. Thật sự mà nói bây giờ, tại vì Hương đã trải qua cái đợt dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thời kỳ đó thật sự phải nói là thời kỳ khủng hoảng nhất trong cuộc đời của Hương mà Hương từng thấy luôn. Có nghĩa là mình phải sống trong một cái nơi, không thể mình không thể đi đâu, không thể đi ra ngoài, chỉ lẫn quẩn lanh quanh trong nhà, đi lên về trước, đi ra sau, không thể đi bất cứ đâu. Và cái việc là thức ăn cũng không có luôn anh chị. Cái thời điểm là mình muốn tìm một cái cọng rau muống để mình ăn cũng không có luôn. Đấy, mình muốn ăn gọi mì gói, mua mì gói để sẵn rồi, nhưng mà mình có muốn có vài cọng giá, vài cọng hẹ để mình bỏ vô tô mì gói mình nấu vẫn không có luôn. Cho nên vào những cái thời điểm mà dịch bệnh mình mới thấy là cái việc rau nó quan trọng như thế nào, rau thức ăn nó quan trọng như thế nào. Đấy, thời điểm dịch bệnh mình mới thấy là thiên nhiên nó quan trọng như thế nào. Và bắt đầu thời điểm đó là người dân ở trong Hương nó bắt đầu là người ta đi trồng hành, trồng rau muống. Và đến 4 tháng sau dịch bệnh thì bắt đầu ngưng. Khi đó là chợ búa đâu có rồi thì mọi người bắt đầu ngưng, tại vì do đi làm không có thời gian để trồng trọt. Và khi mà Hương thấy được cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của chủ tịch là xây dựng nhà ở sinh thái này, sống trong một môi trường hòa mình với tự nhiên này, thay vì bây giờ con người mình phải di chuyển từ đồng quê đến thành phố, đến đô thị đông đúc người để sinh sống, và đến lúc thời điểm không có rau để ăn. Nhưng mà chủ tịch lại có một cái mong muốn ngược lại, đó là mang con người từ thành phố đô thị đông đúc đến với một thành phố hòa mình với thiên nhiên, sử dụng hoàn toàn bằng năng lượng sạch, sử dụng hoàn toàn bằng cái nguồn nguyên liệu tự nhiên thiên nhiên có sẵn. Và những cái phương tiện giao thông ban đầu Hương kể với cô chú anh chị, đó là một, chỉ là một phần của cái việc tầm nhìn của chủ tịch mà thôi, một phần. Và Hương nói vì sao một phần, cô chú anh chị thấy ở đây rất là nhiều sản phẩm đúng không ạ? Về công nghệ giao thông, về xe điện cho người khuyết tật, về mùn vi sinh, máy bay không người lái, rồi nhà ở sinh thái, rồi vận tải cao tốc, vận tải cảng biển, cầu nhẹ, thành phố tiến tính, động cơ. Có rất là nhiều cái phương tiện, có rất là nhiều công nghệ. Và cô chú anh chị thấy là cái vòng tròn công nghệ này đều phục vụ cho cái thành phố tiến tính sau này chúng ta ở đó ạ. Và cái thành phố tiến tính này nó sẽ được ưu tiên cho những ai, cô chú anh chị nào bây giờ là cổ đông của tập đoàn sẽ được sinh sống trước trong cái thành phố tiến tính này. Bao nhiêu trong số cô chú anh chị ở đây là mình mong muốn mình được sinh sống trong cái thành phố tiến tính, được cung cấp rau sạch, thức ăn sạch, không khí không có ô nhiễm, môi trường tự nhiên, và mình được vận chuyển trên một cái phương tiện giao thông rất là thân thiện với môi trường, rất là nhanh, không cần phải hàng ngày kẹt xe, không cần hàng ngày hít thở không khí bụi bẩn hay là gì đó. Ai rất muốn ở trong cái thành phố tiến tính này ạ? Nếu như mà cô chú anh chị rất muốn ở trong thành phố tiến tính này, cái việc đầu tiên mình cần phải làm đó là hãy sở hữu ít nhất một cổ phần của tập đoàn Unisky. Và chúng ta đã biết là nếu như để nói sở hữu cổ phần thì tiêu chí thứ ba chúng ta cần phải tìm hiểu đó là về pháp lý.
về pháp lý đúng không ạ? Để mà sở hữu cổ phần của tập đoàn thì chúng ta cần phải tìm hiểu về pháp lý. Cái việc này ấy, hầu như là rất ít người làm luôn, và trong cái quá trình mà Hương chia sẻ hầu như cũng rất ít ai hỏi về vấn đề pháp lý, và Hương đánh giá rất cao những người người ta hỏi là em ơi cho anh hay là cho chị tìm hiểu về pháp lý công ty như thế nào. Có nghĩa là người ta là một người rất có hiểu biết, người ta kinh doanh rất có kinh nghiệm và rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư đấy, và hầu như là những người này là Hương chia sẻ rất tận tình và mọi ngóc ngách của công ty Hương đều chia sẻ hết luôn đấy, và cái việc người ta có lựa chọn đầu tư hay không đó là còn tùy vào cái duyên người ta đã tới hay chưa nữa đúng không ạ. Và về pháp lý của tập đoàn, cái đầu tiên là cái giấy chứng nhận cổ phần. Khi mà công ty gọi vốn thì sẽ có một bên thứ ba đứng ra giám sát quá trình gọi vốn của tập đoàn, và bên thứ ba đó gọi là Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVFSC. Bên Ủy ban Dịch vụ Tài chính này có nhiệm vụ là gì? Nhiệm vụ là khi mà chúng ta đầu tư vào đấy thì bên này có sẽ giám sát chúng ta, là giám sát công ty là phát hành bao nhiêu cổ phần, số mấy, từ số mấy đến số mấy đấy. Và cái Ủy ban Tài chính này có nhiệm vụ là chúng ta tìm hiểu trên Wikipedia. Đây là một website rất là gọi là rất là chuẩn trên Google. Nếu như mà để tìm hiểu thông tin đó, thì chị Google cái gì cũng biết đúng không ạ? Nhưng mà cái trang mà đưa ra những thông tin chuẩn xác không phải là chị Google mà chính là cái anh Wikipedia. Nếu như chúng ta tìm hiểu thông tin gì, chúng ta cứ lên Wikipedia chúng ta tìm hiểu, đó chính là thông tin chuẩn chứ không phải là từ chị Google ạ. Đấy, cho nên là từ chị Google có thể ra những thông tin tích cực, có thể ra những thông tin tiêu cực. Đó là vì sao? Vì trên Google ai cũng có thể đăng những thông tin trên Google, nhưng mà Wikipedia là nguồn tin, nó phải được xác thực, phải là chuẩn nó mới được đăng trên đây. Và đây là Ủy ban Tài chính BVFSC là một Ủy ban giám sát tất cả các trách nhiệm về pháp lý do chính phủ xử lý thông qua phòng dịch vụ tài chính độc lập, dịch vụ tài chính và thực hiện cam kết quốc tế về phòng chống tội phạm. Đấy, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về cái quá trình gọi vốn, và có bên thứ ba giám sát quá trình gọi vốn của công ty. Đấy, và cái vấn đề pháp lý minh bạch thứ hai đó là kiểm toán độc lập hàng năm. Hầu như ở Việt Nam mình có rất là ít doanh nghiệp kiểm toán anh chị, rất ít doanh nghiệp kiểm toán, và thậm chí ở nước ngoài nữa, là do cái vấn đề là họ chưa có cái dự định là đưa lên sàn chứng khoán, họ chưa có ý định, cho nên là họ sẽ không có qua cái kiểm toán này. Còn với doanh nghiệp của mình đang đi đến hướng là IPO, đang muốn hướng là đưa cái cổ phiếu ra thị trường công khai, cho nên là mới bắt đầu là kiểm toán độc lập hàng năm. Và công ty mình bắt đầu huy động vốn từ năm 2014 cho đến năm 2019, 5 năm kiểm toán liên tục là kiểm toán trong nước, và đến năm 2019 đến 20, 21 là 3 năm liên tục công ty được kiểm toán quốc tế từ tập đoàn BDO, và BDO là một công ty kiểm toán đứng thứ 6 trên thế giới. Nên chúng ta hoàn toàn yên tâm về độ minh bạch về tài chính. Và Hương xin chia sẻ với anh chị một tin mừng, đó là ở năm 2021 này công ty chúng ta đã được kiểm toán BDO và số tiền lợi nhuận của chúng ta thu về là gần 5 triệu đô, mặc dù chúng ta vẫn còn đang gọi vốn. Có tuyệt vời không ạ? Chúng ta thấy 3 năm vừa qua là 3 năm gọi là thị trường đang chao đảo, rất là nhiều doanh nghiệp phá sản. Rất nhiều doanh nghiệp phá sản, và họ phá sản vì cái nguồn vốn đến từ công ty của họ là nguồn vốn vay ngân hàng. Họ phải áp lực trả lãi, áp lực doanh số, áp lực thu nhập, áp lực doanh thu. Cái chi phí họ bỏ ra và rất là nhiều, nhưng mà lợi nhuận không có, doanh thu không có, thành ra là họ phải đóng cửa. Còn công ty chúng ta rất thông minh, chúng ta gọi vốn từ cộng đồng, gọi vốn từ cộng đồng. Và khi mà gọi vốn từ cộng đồng, từ rất là nhiều người, công ty mình không có bị áp lực về vấn đề vốn hóa, vấn đề lãi suất hay vấn đề về thu nhập doanh thu gì hết. Và chúng ta chỉ việc là gọi vốn từ cổ đông đóng góp, và chúng ta vẫn đang phát triển. Và cái việc một công ty gọi vốn, một tập đoàn đang nghiên cứu, đang chứng nhận sản phẩm chưa ra thị trường nhưng mà đã có lợi nhuận gần 5 triệu đô, đó là một thành công rất rất lớn. Có phải không ạ? Và một cái điều đặc biệt ở công ty mình đó là về mã nhận dạng chứng khoán quốc tế eSIN. Cái mã này nó tương tự như là cái số trên cái tờ giấy chứng minh nhân dân của mình đúng không ạ?
khi mà anh đưa anh chị đưa ra cái chứng minh nhân dân, nhưng mà nếu như mà chứng minh nhân dân mình á, mình không có số thì coi như tờ giấy đó không có ý nghĩa gì. Cho nên là cái số mã chứng khoán này nó là một cái việc là nó rất là quan trọng. Muốn lên sàn chứng khoán thì cần có mã để mà nhận biết ra. Bất kỳ một tập đoàn nào muốn lên sàn chứng khoán đều phải có cái mã này. Nó chỉ là một yếu tố cần để mà lên sàn, chứ nó không phải là yếu tố đủ nha anh chị. Có những doanh nghiệp á, người ta đưa ra việc là tôi có cái mã chứng khoán này tôi sẽ lên sàn. Không hẳn vậy. Tại vì nó chỉ là yếu tố cần. Yếu tố đủ nữa là anh phải có kiểm toán 3 năm. Đấy, yếu tố đủ, anh phải có kiểm toán 3 năm và sản phẩm công nghệ của anh phải được thị trường chấp nhận thì anh mới được lên sàn. Còn những doanh nghiệp này đưa ra cái mã chứng khoán không thì cũng không được, phải có đủ đầy đủ tất cả cái yếu tố thì mới lên sàn được. Anh chị lưu ý chỗ này ạ. Và khi bắt đầu mà Hương đầu tư vào đây, Hương cảm thấy an tâm, đó là vì loại hình vận tải này đang được áp dụng tại UAE, được chính phủ UAE rất là công nhận, được ủng hộ và họ cam kết hỗ trợ hết mình vì cái sản phẩm công nghệ của mình. Chính vì những cái sản phẩm nè, vì pháp lý rõ ràng nè, công nghệ có thể giải quyết được những vấn đề trong xã hội, những vấn đề an sinh như là nông nghiệp nè, thực phẩm nè, nước nè, rồi công nghệ giao thông nè, về vấn đề năng lượng nè, có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Cho nên là công nghệ giao thông mình được chính phủ UE cam kết hỗ trợ hết mình. Vì chính vì chính phủ UE là một nơi, họ phải nói là một nơi là trung tâm của thế giới, là cái rốn của trái đất này. Và để chuẩn bị cho cái quá trình thương mại hóa toàn cầu, công ty chúng ta đã chuẩn bị những bước tiến nào ạ? Thứ đầu tiên đó là xây dựng công viên Ecotech Nam Bắc với diện tích là 36 hectare. Thì công viên này hồi xưa nó là một cái nơi rất là hoang sơ, bị ảnh hưởng do chiến tranh tàn phá. Và nhưng mà từ khi chủ tịch chúng ta đặt chân tại đây xây dựng một cái công viên Ecotech Nam Bắc, thì vừa rồi Hương có nhận một thông tin, có đọc một thông tin người ta đánh giá cái công viên Ecotech Nam Bắc này nó tương đương như một cái kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Chúng ta có thể là tìm hiểu những cái kỳ quan, 7 kỳ quan thế giới là đâu, và đây có thể nói là kỳ quan thứ 8 trên thế giới, và tương lai của con người sẽ được bắt đầu từ đây. Đây được ví như là một cái thành phố tiến tính thu nhỏ anh chị, thành phố tiến tính thu nhỏ. Cho nên là nếu như mà anh chị cổ đông nào mà chúng ta sắp tới mà được đến Ecotech Nam Bắc để mà du lịch hay là được tham gia những chương trình của công ty á, thì phải nói là rất là tự hào mình được đặt chân đến một cái kỳ quan thứ 8 trên thế giới đó anh chị. Và một cái trung tâm trình diễn và chứng nhận công nghệ thứ hai đó là ở Sharia UAE ở Trung Đông. Và cái khu vực Sharia này được chính phủ, được UAE người ta phân công cho nhiệm vụ gọi là một trung tâm công nghệ, như Dubai là một trung tâm của du lịch và Sharia là một trung tâm của công nghệ. Cô chú anh chị biết là UAE người ta đã không làm gì, người ta làm gì là người ta phải đứng thứ nhất. Và cái thông tin này Hương nhận được một từ người bạn Hương ở Mỹ luôn, là dù không phải là ở chỉ ở UAE đâu, mà khi Dubai mà người ta đi đến đâu á, người ta kinh doanh cái gì á, người ta xây dựng cái gì là người ta cũng làm đẹp nhất dù đang ở nước Mỹ luôn anh chị. Và cái điều này Hương thấy là công ty của mình được chính phủ UAE lựa chọn, đó là một cái điều phải nói là rất vinh hạnh, một cái điều rất là đảm bảo cho cái sự thành công tương lai của công nghệ, cho cái tập đoàn của mình. Ở Belarus thì mình có 3 nhà máy sản xuất, 60 phòng thiết kế, tòa nhà hành chính 9 tầng. Đội ngũ bây giờ hiện tại là đội ngũ đã hơn 1.000 kỹ sư đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Và đến chỗ này thì làm sao mình hỏi tại sao phải cần đến hai công viên thử nghiệm. Thì công viên thử nghiệm ở Ecotech Nam Bắc đó là ở châu Âu đúng không ạ? Thì cái nơi này nó có khí hậu lạnh, khắc nghiệt. Cái đặc biệt của nơi này là có tuyết, đấy, có bão tuyết. Và chúng ta đã vượt qua cái vòng kiểm nghiệm, cái vòng chứng nhận nơi khí hậu nhiệt đới âm độ C. Và ở Sharia là một nơi có khí hậu hoàn toàn khác với lại Belarus, đó là khí hậu nóng, bão cát, sa mạc. Và chúng ta đã trải qua cái quá trình trình diễn chứng nhận ở hai nơi có những cái đặc điểm khí hậu nó riêng biệt, nó khác biệt nhất trên thế giới, khắc nghiệt nhất trên thế giới. Cho nên là cái việc công nghệ này có thể ứng dụng tại Việt Nam hay các nước Đông Nam Á, đó là chuyện hiển nhiên, bình thường, có thể làm được hết tất cả anh chị ạ. Đây là những hình ảnh nhà máy công ty của chúng ta.
Và đây là hình ảnh của công viên Ecotech Nau Bắc. Đây là thời điểm đầu nó rất là hoang sơ, nhưng bây giờ là Hương thấy là công ty quay lên hình ảnh là có cây cỏ, rồi ao hồ các thứ, và các loại hình vận tải được chạy bên đó, rồi có khu nghỉ dưỡng. Và cái nơi này bây giờ hình như là được mọi người đến để giống như là xem một nơi để chụp hình cưới anh chị. Nó rất là đẹp, và một khu nghỉ dưỡng. Và công ty mình đang có nguồn lợi nhuận từ cái công viên Ecotech Nau Bắc này rồi. Và các cổ đông Việt Nam của mình cũng đã từng sang Ecotech Nau Bắc này cái thời điểm giai đoạn 2019. Và sắp tới đây vào cuối năm nay thì có thể là sẽ rất là nhiều cổ đông, hàng trăm cổ đông đến với nơi này, và chúng ta sẽ tìm thấy được rất là nhiều hình ảnh từ Ecotech Nau Bắc này. Và đây là hình ảnh của công trường Sharia. Đấy, chúng ta được cấp đến 24 hectare đất đúng không ạ? Hương nhớ là 24 hectare đất ở đây. Đấy, và những cái người hoàng thân hay quốc vương Sharia, khi mà chúng ta thấy là họ thấy những cái công nghệ này nè, họ bắt là đặt ngang cái khu trung tâm họ đang làm việc, để hàng ngày họ có thể nhìn thấy công nghệ mình đi di chuyển, đi ngang qua lại đó. Và khi mà chúng ta xây những cái ngôi nhà gỗ tại cái công trường Sharia này, thì chính những cái người đứng đầu của các quốc gia này họ mong muốn một điều gì anh chị? Anh chị biết là họ không thiếu thốn bất cứ một cái gì, cái gì họ cũng có, nhưng mà cái mà cho công ty chúng ta có thì họ đang rất là cần. Họ đang cần một cái nơi, cái nhà ở nó có cái cây cảnh xung quanh đó, cây cảnh xung quanh. Và ông đã nói với chủ tịch là tôi cũng muốn có một căn nhà như thế. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta sở hữu cổ phần của tập đoàn này, chúng ta có tự hào mà. Chúng ta đang sở hữu một công ty, một tập đoàn có những cái sản phẩm mà cả chính phủ UAE họ đang rất là mong muốn, đang rất là khao khát. Đấy, và đây là hình ảnh của trung tâm Sharia tại trên Google Maps. Đây là những cái chứng nhận tiêu chuẩn châu Âu, chứng nhận ở khu vực UAE. Đấy, không phải là chúng ta chỉ thử nghiệm mà chúng ta đã được chứng nhận cấp phép từ những nơi uy tín, từ những trung tâm khoa học rất là uy tín, rất là có độ tín nhiệm rất là cao trên cái ngoài nước ngoài. Đấy, và đây là những cái hình ảnh mà chủ tịch đã được dẫn giấy chứng nhận từ ngay công trường của mình. Không biết anh chị như thế nào chứ mỗi lần mà Hương thấy chủ tịch cầm bất kỳ một cái chứng nhận nào mà chủ tịch giơ lên á, Hương cảm thấy rất là xúc động luôn anh chị. Rất là xúc động luôn. Dù gì anh chị thấy là chủ tịch mình cũng là một người doanh nhân đúng không? Người doanh nhân, người kinh doanh tự do. Và anh chị thấy những cái điều khó khăn của một người doanh nhân tự do trong cái nhóm Kim Tứ Đồ Hương đã chia sẻ. Họ phải dành hết thời gian, hết công sức của mình để mà phát triển doanh nghiệp riêng của mình. Và chủ tịch của mình cũng là người trong số đó. Nếu như chủ tịch không có tầm nhìn, không có sứ mệnh, có thể chủ tịch đã là người bỏ cuộc và chủ tịch bán đi tất cả những công nghệ này cho các chính phủ rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chính chủ tịch là những người gọi vốn cộng đồng, là cái người gọi vốn từ tất cả chúng ta, và ông muốn có trách nhiệm, ông muốn là một cái người mang lại cái thành quả tốt đẹp đến cho chúng ta, mang một cái phép màu đến cho chúng ta, chứ không phải là bất kỳ một ai khác. Bởi vì khi bất kỳ một ai khác người ta mua cái công nghệ này rồi, chưa hẳn là chúng ta cho mình được hưởng cái quyền lợi sau này, mà chúng ta bắt mình phải bán đi những cái cổ phần chúng ta hiện có cho họ. Thì vì họ không có muốn nhiều người sở hữu cổ phần. Khi nhiều người sở hữu cổ phần như vậy thì cái việc mà họ giải quyết các vấn đề của công ty hay là họ đưa ra những cái quyết định liên quan đến doanh nghiệp rất khó khăn. Đấy, có phải là khi mà chủ tịch giải quyết một cái vấn đề gì hay là công ty giải quyết vấn đề gì phải thông qua cổ đông, đúng không ạ? Cho nên là không ai muốn cổ đông đóng góp vào. Cho đó là chỉ có mỗi mình chủ tịch là ông mới là cho chúng ta đóng góp cổ phần vào đây, là một cái người duy nhất trên thế giới này luôn. Duy nhất trên thế giới này cho nhiều người đóng góp vào cái sở hữu trí tuệ của mình, vào doanh nghiệp của mình. Nếu như người khác là không bao giờ có vấn đề này đâu ạ. Cho nên chúng ta hãy biết ơn chủ tịch, chúng ta hãy cảm thấy tự hào, cảm thấy may mắn vì chúng ta đang được sở hữu cổ phần của tập đoàn Unisky. Đây là các cổ đông Việt Nam đã đến thăm công trường Sharia. Và đây là hình ảnh của khách hàng, rất là nhiều phái đoàn chính phủ người ta đã đến thăm Belarus. Và một dự án về ở Sharia, không những có một dự án đâu anh chị, mà hiện tại ở Sharia là chủ tịch đã tuyên bố thời điểm mà Expo xảy ra thì có đến 60 các quốc gia phái đoàn đến thăm công ty mình, và đã hiện tại là có hơn 30 dự án.
có hơn 30 dự án, nhưng mà chủ tịch chưa muốn công khai những dự án đó ra vì những cái tính chất gọi là cạnh tranh. Đấy, cho nên là khi anh chị nếu như mà đến thời điểm nào đó mình mà biết thì dự án nó đã xây dựng rồi. À, và chủ tịch đã có những cái lời hứa với cổ đông là ký kết rất là nhiều hợp đồng đúng không ạ? Không phải Hương nói mà chủ tịch đã từng nói trên các video của chủ tịch. Nếu như mà qua cái buổi Zoom này, cô chú anh chị có thể mà muốn tìm hiểu thêm về những cái lời tuyên bố của chủ tịch thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua các kênh YouTube ạ. Và các luận đề của webinar cũng có công bố là có 4 dự án rất là khiêm tốn luôn. Ở webinar mình rất là khiêm tốn. Và chủ tịch có hứa với cổ đông là, có nói với cổ đông là trong năm tới sẽ là một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta hãy chờ đợi, chờ đợi là hạnh phúc. Những cái giây phút này là những cái giây phút cuối cùng của cái việc quá trình huy động vốn rồi. Cho nên là chúng ta đừng nôn nóng cái việc của mình bây giờ là làm sao mình sở hữu thật nhiều cổ phần để mà mình hưởng cái thành quả. Kiểu như là bây giờ cây á, đã hình thành một cái cây rồi. Quá trình hình thành một cái cây rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có nhiệm vụ là gì ạ? Tưới nước, tưới nước, tưới nước và chúng ta chờ ngày hái quả thôi. Và cả chính trị gia Peru, ông là một cái người rất là nổi tiếng, một người rất là thành đạt. Ông đã cũng muốn, mong muốn là mang cái công nghệ của mình về đất nước của mình và áp dụng cái thành phố tiến tính vào những cái nơi bất động sản mà ông đang sở hữu. Đấy, không chỉ riêng về UAE mà các quốc gia khác người ta cũng mong muốn có cái thành phố tiến tính như vậy. Và đây là người giám đốc trung tâm nghiên cứu công nghệ và sáng tạo ở cả Việt Nam mình, người ta đã đi qua đó, người ta phỏng vấn những cái người quyền lực này. Và ông muốn nói là ở Dubai á, người ta đang mong muốn xây dựng những cái công nghệ hiện đại nè để người ta thu hút nhân tài về với đất nước họ. Và tương lai là những cái nhân tài nào mà người ta muốn phát triển, muốn lương cao, muốn có cuộc sống an sinh tốt thì người ta sẽ đến với Dubai. Phải nói là Dubai là một nơi rất là tuyệt vời, một nơi rất là tuyệt vời. Và Hương thấy một nơi đây là một nơi đặc biệt hơn những nơi khác, đó là người đàn ông có thể có cho phép có thể được 2-3 vợ, miễn là anh có tài chính anh cung cấp cho những người vợ đó. Cái việc này chắc là mấy anh có vẻ là rất là thích đúng không ạ? Rất là thích, nhưng mà vấn đề là các anh làm sao mà kinh tế về tài chính của mình có thể đáp ứng được các nhu cầu, các yêu cầu của chính phủ đặt ra. Còn nếu như các anh không đáp ứng được cái việc này thì rất khó lòng mà mình sống ở đất nước này, mình làm việc ở đất nước này. Và đây là một số hình ảnh mà chủ tịch chúng ta nhận giải thưởng này, nhận giải thưởng và có những mối quan hệ rất là thân thiết với những cái người nổi tiếng trên thế giới. Hương thường hay nói với đối đùa với mọi người, chủ tịch của mình không chỉ là một nhà khoa học nè, không chỉ là một doanh nhân thành đạt nè, có những cái bước tiến rất là trí tuệ trong cái quá trình quản lý doanh nghiệp, mà ông còn là bậc thầy của truyền thông. Ông là bậc thầy của truyền thông luôn. Có nghĩa là doanh nghiệp người ta phải bỏ rất nhiều tiền cho cái việc chi phí quảng cáo, cho cái việc xây dựng mối quan hệ. Nhưng mà chủ tịch mình hình như là không có phải mất một khoản chi phí nào cho việc này hết. Chủ tịch chỉ việc ngồi đó và mọi người đến thăm và chỉ cho cần trình bày các giá trị dự án của mình, trình bày giá trị sản phẩm công nghệ của mình và đã được nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người có tâm trên thế giới này. Cái người nào mà người ta có cái tâm càng lớn, cái tâm càng rộng, mà khi nghe được cái sứ mệnh, cái tầm nhìn của chủ tịch, người ta càng ngưỡng mộ chủ tịch. Đấy. Đây là một trang CNC, trang báo CNN. Và cái trang báo này thì Hương được biết á, để mà có một cái bài đăng trên cái CNN trong cái vòng khoảng một tháng thì Hà Nội mình đã phải chi ra 4 triệu đô cho việc quảng cáo. Nhưng mà anh chị thấy là công nghệ giao thông mình được CNN quảng cáo liên tục mà chúng ta không phải mất khoản chi phí nào. Hàng năm mà chỉ trừ cái khoản chi phí này ra, chúng ta đã có lợi nhuận rất là cao rồi. Đây là một cái tờ báo ở Trung Quốc cũng đã đưa tin về cái công nghệ tập đoàn của chúng ta. Và đây là báo mới ở Việt Nam.
mới ở Sydney New, rất là nhiều bài báo đã đưa tin về công nghệ của chúng ta. Và chúng ta là đây là một những cái thành tựu, những cái thành tựu mà chúng ta đã đạt được trong cái quá trình gọi vốn của anh chị. Thành tựu rất là lớn. Và như lúc nãy Hương có nói là dù cho công ty sản phẩm có tốt như thế nào, nhưng mà không có ai mà nói, không ai nhận xét thì mình cũng không thể tin được, đúng không ạ? Nhưng mà đây biết bao nhiêu là nhà báo, phải không? Hàng trăm nhà báo đưa tin, những cái quốc gia chính phủ người ta cũng đón nhận như vậy rồi, thì còn gì để chúng ta nghi ngờ, còn gì để chúng ta bận tâm về cái công nghệ và tập đoàn nữa không ạ? À? Không còn gì bận tâm nữa, đúng không ạ? Đây, gọi là một cơn bão truyền thông luôn anh chị. Chào mừng bạn đến với Khai Lệ Em. Và đây là một cái kênh Khai Lệ Em ở UAE. Người ta đã đến tận trung tâm công nghệ Sharia để người ta viết những đưa tin về công nghệ này. Và Hương xin mời cô chú anh chị em là mình dành ra vài phút để xem một cái video ngắn về tại công trường Sharia do những cái nhà báo người ta làm. Người dân thành phố Sharjah, các tiểu vương quốc. Chào mừng bạn đến với Khalei Aitham. Hôm nay chúng tôi đang ở Sharjah. Bên phải của tôi là Đại học Sharjah. Con đường đến dân Sharjah gần sân bay quốc tế. Và hôm nay tôi đến để xem một công nghệ mang tính cách mạng Skyport. Đó chính là phương tiện của giao thông tương lai. Phương tiện giao thông của Sharjah trong tương lai nhìn trông như thế nào? Lần đầu tiên, ứng dụng công nghệ động cơ điện tốc độ cao. Skyport này di chuyển quãng đường 2,4 km chưa đầy tới 1 phút với tốc độ 120 km/h. Hiện nó đang di chuyển với tốc độ 40 km/h trên đoạn đường dài 400 m. Chúng tôi đang chạy các hoạt động thử nghiệm và chúng tôi cho bạn cơ hội để cảm nhận được nó như thế nào. Nó thoải mái và rất an toàn và nó di chuyển rất nhanh chóng. Tại sao chúng tôi chuyển sang giai đoạn mới với sự giúp đỡ của công viên nghiên cứu? Công nghệ sạc đã được ứng dụng tốt và với sự giúp đỡ của quốc vương Sharjah Sultan bin Mohammed Al-Qasimi. Chúng tôi hy vọng sẽ có rất nhiều dự án thương mại tại Sharjah và khu vực của UAE. Phương tiện này có thể chịu tải được 4 tấn với hành khách và vận tải hàng hóa dài 12 mét. Các thử nghiệm an toàn ban đầu được hoàn thiện ngay bây giờ là một thử nghiệm dài trong đường ống. Mong muốn tham dự hoạt động sau khi bắt đầu sự kiện Expo 2020 vào tháng 10 năm 2021. Chúng tôi đang đi trên phương tiện của tương lai và giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong chuyến trải nghiệm tốc độ cao này. Thực hiện này sẽ được dành cho tất cả mọi người, với chi phí sẽ rẻ hơn nhiều so với hệ thống giao thông thông thường khác. Hệ thống giao thông Skyway đột phá đã được lên ý tưởng tại Min bởi nhà khoa học và triết học về giao thông vận tải ngài Anatoly Initsky. Chúng tôi đã hoàn thành chuyến tham quan và thậm chí còn trải nghiệm trên chiếc xe buýt nhỏ chở khách sang trọng sử dụng công nghệ dây. Đây thực sự là một phần ý tưởng đột phá, được thiết kế để giảm tai nạn giao thông và tắc đường ở tiểu vương quốc Sharjah này. Theo cách này, hoàn toàn thân thiện với môi trường. Hơn 600 kỹ sư và các chuyên gia tham gia vào việc này. Công nghệ mang tính cách mạng hiện đang hoạt động tại địa điểm thử nghiệm tại Belarus. Đây là một trang báo nước ngoài, một cái kênh video nước ngoài ta đưa tin. Vậy thì ở Việt Nam ta đưa tin như thế nào? Mời cô chú anh chị cùng xem video của Việt Nam. UAE sẽ sớm được trải nghiệm một tuyến đường mới được cho là vừa rất nhanh, vừa có tầm nhìn đẹp sau khi đô thị này bổ sung hệ thống xe điện trên cao và mạng lưới giao thông công cộng. Hệ thống xe điện trên cao Skyport vừa được giới thiệu tại Công viên Nghiên cứu và Đổi mới Công nghệ Sharjah. Hệ thống đường dây treo này do công ty Unitsky String Technology của Belarus thiết kế và được cơ quan giao thông và đường bộ UAE phối hợp với công ty công nghệ Skyway GreenTech triển khai. Tôi muốn nhấn mạnh rằng độ an toàn của hệ thống giao thông vận tải bằng dây văng cao hơn nhiều so với việc đi ô tô hoặc tàu hỏa. Ở hệ thống xe điện trên cao, các xe chạy tuần tự từng chiếc một, do đó loại trừ được nguy cơ va chạm trên đường dây. Các cabin của hệ thống xe điện mới có sức chứa tối đa 24 hành khách, với vận tốc có thể lên tới 150 km/h. Các chuyến xe đầu tiên dự kiến sẽ khởi hành vào tháng 3 tới đây, sau khi việc xây dựng tuyến đường dây trên cao hoàn tất. Chúng ta vừa
vừa xem những cái video của nước ngoài, của Dubai, của Việt Nam nói về công nghệ, thì có phải là họ đã review về công nghệ tại Sharia cho chúng ta nghe không ạ? Và khi chúng ta xem những cái video và review thì có phải là chúng ta có độ tin tưởng rất là cao về công nghệ này? Công nghệ này nó phải như thế nào, nó tốt như thế nào mới có nhiều kênh truyền hình đưa tin như vậy đúng không ạ? Và cái tiêu chí cuối cùng mà chúng ta mới tìm hiểu đó là quyền lợi của chúng ta là gì khi đầu tư vào của tập đoàn này. Khi mà chúng ta góp vốn vào tập đoàn Unisky, chúng ta đầu tiên mình sẽ được nhận cổ phần của một công ty hàng đầu thế giới về phát triển giao thông thông minh, được định giá 400 tỷ đô. Một tập đoàn rất là lớn đúng không ạ? Cái quyền lợi thứ hai là khi mà công ty tiến hành IPO thì cái việc tài sản chúng ta hiện tại đầu tư vào, cái vốn chúng ta góp vào ban đầu nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần khi mà công ty tiến hành IPO. Ở đây không phải là cái việc IPO là cái có nhiều người rất hiểu lầm, và cái hiểu lầm này từ cái việc là cổ đông đăng những cái bài viết nó ngắn, nó gây sự hiểu lầm. Có nghĩa là chẳng hạn như hồi chiều này Hương có một cái anh nó hỏi Hương là tại sao đầu tư vào đây 500 đô mà năm sau được 20.000 đô. Đó là việc một cái cổ đông người ta đăng tin như vậy và gây rất sự hiểu lầm rất là lớn. Và cái lợi nhuận này không phải là công ty trả mà cũng không chắc chắn là một năm sau chúng ta nhận được đúng không ạ? Cái tài sản này nó tăng lên bao nhiêu lần là do thị trường đánh giá, do sản phẩm của chúng ta đưa ra ngoài nó có được cái lợi ích gì, nó giải quyết được những cái vấn đề gì, và cái số mà cổ phần của chúng ta được định giá bao nhiêu, tăng bao nhiêu lần, nó phụ thuộc vào cái vấn đề là xã hội công nhận ra sao, chứ không phải là đó là lợi nhuận doanh nghiệp trả cho mình. Cho nên là cô chú anh chị em mình, khi chúng ta đã đầu tư vào đây, chúng ta muốn lan tỏa cơ hội, chúng ta cần phải hiểu cái lợi nhuận của mình nó đến từ đâu, và chúng ta hãy đăng những cái thông tin, những cái bài viết làm sao cho nó chuẩn xác nhất, tránh khiến những sai lầm, khiến những cái hiểu lầm không đáng có nhà đầu tư gây ra. Hiểu lầm không đáng có mà lúc đó chúng ta là những người phải giải quyết những vấn đề đó thì nó rất là vất vả đúng không ạ? Anh đã nói với Hương là công nghệ này rất tốt rồi, rất tiềm năng rồi, pháp lý rất rõ ràng, rất ok rồi, nhưng mà tôi không hiểu tại sao là đầu tư 500 đô mà được tới 20.000 đô, công ty lấy lời là công ty trả cho tôi. Và Hương phải rất mất nhiều thời gian để Hương giải quyết cái vấn đề này. Và một cái quyền lợi nữa mà chúng ta được nhận từ đây đó là chúng ta đầu tư một lần và chúng ta hưởng cổ tức nhiều đời. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta có thể đầu tư vào đây 500 đô, 1.000 đô, nhưng mà nếu như đến khi IPO mà chúng ta không bán đi cái số cổ phần của mình mà mình để lại đó 5 năm sau, 10 năm sau đấy, để lại đó 5 năm sau và mỗi năm chúng ta đều nhận cổ tức đều mỗi năm. Giống như cái việc mà mình trồng một cái cây táo, nếu như mình không chặt cây táo đó đi, hoặc là mình trồng một cái cây thân gỗ hay cây xoài hay cái gì đó, mình không chặt cây đó đi, thì mỗi năm chúng ta đều được nhận quả từ những cái việc trồng cây lâu năm đúng không ạ? Thì việc đầu tư cổ phần doanh nghiệp nó cũng tương tự như vậy thôi. Và cuối cùng chúng ta nhận thấy là đầu tư cổ phần trước IPO là một con đường dẫn tới tự do tài chính và hạnh phúc viên mãn, do là sản phẩm công nghệ nó có cái yếu tố quan trọng trong cái việc là phát triển kinh tế, xã hội, con người. Thì cho nên là cái việc IPO, cái giá cổ phần nó tăng cao và tài sản của chúng ta tăng cao, đó là điều hiển nhiên. Và chúng ta có cả thêm cái nguồn cổ tức lợi nhuận hàng năm. Thì khi mà nguồn cổ tức lợi nhuận hàng năm nó cao như vậy thì chúng ta đâu cần phải lo lắng gì đến cái việc thu chi hàng ngày nữa không đúng không ạ? Còn việc mà chúng ta đi làm hàng ngày hay chúng ta đầu tư vào bất động sản hay mua vàng gì đó thì chúng ta chỉ đang có một cái nguồn lợi nhuận là vốn hóa tăng, tài sản chúng ta tăng giảm thôi. Nhưng mà khi chúng ta đầu tư vào cổ phần chúng ta có đến hai quyền lợi. Nó không giống như là những kênh đầu tư hay không giống như chúng ta đang đi làm đúng không ạ? Và cái cơ hội này chỉ ở lại với những người đã có sự chuẩn bị. Và trên thế giới này có rất là nhiều công ty, nhiều tập đoàn đã trải qua cái quá trình IPO và thực tế đã chứng minh điều đó, chứ không chỉ riêng về công nghệ của công ty mình . Ở đây là ông Sachma, một người phải nói là đã rất thành công trong cái thương vụ IPO. Đấy, cổ phần của công ty SoftBank là một tập đoàn là hiện có giá 15,5 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương với 138 tỷ đô. Và đầu tiên thì ông đầu tư vào tập đoàn Alibaba chỉ với là vào năm 2000 với 20 triệu đô thôi, và từ 20 triệu đô này đã trở thành 138 tỷ đô.
thì có phải là cái việc đầu tư vào cổ phần trước IPO nó rất là khủng khiếp, lợi nhuận nó khủng khiếp đúng không ạ? Và tỷ suất đầu tư này nó tăng 6.900 lần. Từ 1 đô nó trở thành 6.900 đô, rất là khủng khiếp luôn. Và cái thương vụ thứ hai nó cũng không kém cạnh, đó là cổ phiếu tăng 9.500 lần. Cổ phiếu tăng 9.500 lần. Và 1 đô á, trở thành là 9.500 đô. Và cái thương vụ thứ ba mà chúng ta thấy đây là Zoom chúng ta đang sử dụng ạ. Zoom chúng ta đang sử dụng. Có phải là trước khi dịch đó chúng ta không hề biết Zoom nó là gì? Không hề biết Zoom là gì. Có, nếu như mà có biết thì cũng một số ít thôi. Nhưng mà khi sau khi dịch bệnh xảy ra thì có phải là cái nhu cầu đi lại bị hạn chế và mọi người phải làm việc qua ứng dụng Zoom, học tập hay là lao động với ứng dụng Zoom, thì có phải là cái Zoom này nó mang lại cái giá trị nhất định trong cái thời điểm đó, cho nên giá cổ phiếu Zoom nó tăng cao. Và khi giá cổ phiếu Zoom nó tăng cao như vậy thì lợi nhuận nhà đầu tư nó cao. Cho nên là cái việc mà lợi nhuận này nó đến từ việc nhu cầu của xã hội lớn, chứ không phải là từ cái việc công ty trả lãi cho mình đúng không ạ? Nếu như không đầu tư thì chúng ta sẽ phải kiếm tiền đến lúc chết. Đây là một câu nói của tỷ phú Lý Gia Thành. Còn câu nói rất là nổi tiếng luôn. Phụ nữ trong bức hình với sắc ma là tông. Và một cái câu chuyện mà phải nói là chúng ta đang trải qua câu chuyện này. Có nghĩa là chúng ta có những người đầu tư cổ phần Unisky này 3 năm, 4 năm đúng không ạ? Và có rất là nhiều người ta không tìm hiểu thông tin về tập đoàn. Người ta chẳng hạn như Hương hay là em Huyền hay là bạn Thanh hay là chị Trang tìm hiểu về tập đoàn thì chúng ta đang thấy là chúng ta đang đi đúng hướng và chúng ta mong muốn khao khát có nhiều cổ phần hơn. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có rất rất nhiều người, người ta không hề tìm hiểu về thông tin của tập đoàn và người ta cảm thấy cổ phần không có giá trị và người ta cảm thấy mình đang phải chờ đợi quá lâu, giống như cô mà trong cái câu chuyện này. Và cô ấy cứ phải là hỏi ông tỷ phú Lý Gia Thành là khi nào tôi có tiền. Thì hiện tại có phải là rất nhiều cổ đông mình cũng đang rất là nôn nóng là khi nào tôi có tiền đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta cứ việc là chờ đợi nôn nóng thì nó không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà cái cô gái này phải nói là rất khác biệt. Cô vẫn cống hiến cho tập đoàn. Cống hiến cho tập đoàn của sách ba. Cô vẫn cống hiến cho tập đoàn và cô ngày ngày cô làm việc, mặc dù cô rất trông chờ số tiền đó, nhưng mà thay vì than vãn, thay vì cứ kêu gào lên thì cô bỏ công sức, cô làm việc, cô đóng góp cho tập đoàn, giúp cho tập đoàn Sách Ma phát triển và cuối cùng cô cũng là một người nhận lợi nhuận rất lớn từ cái việc này. Cho nên qua cái câu chuyện này là hy vọng là chúng ta sẽ giống như cô gái này, hãy đóng góp gì đó công sức cho tập đoàn để tập đoàn phát triển, chứ không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta than vãn hay gì hết. Mời cô chú anh chị xem cái video này ạ. Người phụ nữ trong bức hình với sắc ma là Tông Quang Hồng. Khi bước chân vào đế chế thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, Tông Quang Hồng đã 30 tuổi, không có chuyên môn lẫn kinh nghiệm. Cô nộp hồ sơ vào vị trí trợ lý hành chính nhưng bị từ chối tại cuộc phỏng vấn đầu tiên. Nhưng Tông Quang Hồng không bỏ cuộc, tiếp tục thử lại và được sắp xếp làm việc tại quầy lễ tân. Tuy nhiên do không quen công việc và xung đột với một đồng nghiệp, cô từng có ý định xin nghỉ việc sau một tuần, nhưng rồi cô ấy vẫn ở lại. Khi Sắc Ma đang phân bổ cổ phiếu công ty, ông đã đưa cho Tông Quen Hồng 0,2% cổ phần và nói rằng nó sẽ có giá trị 100 triệu nhân dân tệ khi Alibaba công khai đi vào thị trường. Sắc Ma khuyên cô ta nên gắn bó với công ty, không chuyển sang các công ty khác và cô ta sẽ có được 100 triệu nhân dân tệ. Tông Quen Hồng đã chờ đợi nhiều năm sau nhưng Alibaba vẫn chưa được công khai. Năm 2004, cô ấy hỏi Sắc Ma khi nào Alibaba sẽ ra mắt công chúng. Sắc Ma nói sẽ sớm thôi. Đến năm 2006, cô hỏi lại một lần nữa và Sắc Ma cũng nói sẽ sớm thôi. Nhiều năm tiếp theo, cô vẫn chưa bao giờ thấy điều đó xảy ra và nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ có được 100 triệu tệ như lời Sắc Ma đã nói. Tuy nhiên, cô ấy vẫn kiên trì ở lại làm tốt công việc của mình và từng bước thăng tiến. 9 năm ra mắt công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York, Alibaba được định giá 245,7 tỷ nhân dân tệ. Tông Quang Hồng, cựu nhân viên lễ tân, hiện là phó chủ tịch của Alibaba, đã trở thành triệu phú từ một nhân viên lễ tân với trị giá tài sản 320 triệu tệ. Bạn có thể ở trong một công ty trong 14 năm, khi người sáng lập vẫn chiến đấu không mệt mỏi. Bạn là ai để phàn nàn với tư cách là người theo dõi? Có phải 99,9% đã bỏ cuộc trong suốt cuộc đua? Đừng bao giờ háo hức với những lợi ích nhanh chóng, hãy tin tưởng, kiên trì và cống hiến hết sức mình, rồi thành quả cũng sẽ đến. Đó chính là câu chuyện của Tông Quang Hồng, một trong năm người phụ nữ quyền lực đứng sau Sắc Ma và được ví là nữ hoàng ngành vận tải Trung Quốc khi điều hành mạng lưới logistics rộng lớn cho Alibaba và nhiều hãng khác.
Năm 2015, Tông Quang Hông được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch của Sanyao.com, bộ phận quản lý mạng logistics CNS do Alibaba thành lập năm 2013. Năm 2017, Tông Quang Hông từng được tạp chí Forbes bình chọn là 25 nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu đang thay đổi nhiều ngành nghề và cả cuộc sống trên khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, Tông từng nói rằng mình là người ngu ngốc, ngây thơ, cứng đầu và kiên trì, và tất cả nhân viên làm việc tại Alibaba, kể cả Jack Ma cũng nhận ra những đặc điểm này. Phải nói là đây là một cô gái rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Nếu như chúng ta có được cái sự kiên trì, chúng ta có được sự kiên nhẫn, cứ âm thầm đóng góp công sức của mình vào tập đoàn, và đến cuối cùng cái người mà nhận thành quả chính là cô gái này, đúng không ạ? Được thành quả rất xứng đáng cho cái những gì mình chờ đợi. Và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, ông có những câu nói phải nói là để đời, phải nói là để đời luôn chị. Đấy, khi bạn thấy một cái Hương xin lỗi, Hương đang tìm con chuột của mình. Hương đang tìm con chuột. Hương tắt cái này mà Hương không có tắt được này. Ồ. Đây có rồi. Người phụ nữ trong bức hình. Khi bạn thấy một công ty chất lượng cũng đồng thời đang chào bán với giá chiết khấu thì có nghĩa là bạn đã đào đúng mạch dầu. Đào đúng mạch dầu. Và có thể cái câu ẩn dụ đào đúng mạch dầu, khi mà đào đúng mạch dầu thì sao ạ? Khai thác dầu, khai thác dầu, khai thác mãi 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 luôn, không bao giờ hết luôn. Và cái câu nói thứ hai là nếu bạn có được một kết luận logic dựa trên những phán đoán hợp lý thì bạn không nên lùi bước chỉ vì người khác không tán thành. Bạn không đúng hoặc sai bởi số đông không đồng ý với bạn, bạn đúng bởi số liệu và lập luận của bạn đúng. Câu nói này có nghĩa là gì ạ? Chúng ta hãy tin vào bản thân mình. Chúng ta hãy tin vào những nhận định, những phán đoán của mình, những cái tìm hiểu, những kiến thức của mình. Đừng có nghe lời bất kỳ ai. Giống như thời điểm đầu Hương đã nói với cô chú anh chị, đúng không ạ? Chúng ta cứ mãi nghe theo người này, nghe theo người kia, nghe theo người nọ. Và những cái người chúng ta nghe theo đang thuộc 95% dân số thế giới. Và những cái người mà xung quanh chúng ta, những người mà hay khuyên chúng ta đang thuộc 95% dân số thế giới và đang sở hữu 5% tài sản. Nếu như chúng ta vẫn muốn vào trong đó, muốn chia sẻ với họ 5% tài sản đó thì chúng ta hãy nghe. Còn nếu như chúng ta muốn nằm trong số 5% dân số sở hữu 95 tài sản kia thì chúng ta hãy đưa ra những cái phán đoán, những kết luận logic. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Không nghe bất kỳ một lời ai, không nghe Hương, không nghe người chia sẻ, mà chúng ta hãy tìm hiểu những thông tin, những tài liệu trên tất cả các kênh truyền thông. Đấy, và chúng ta hãy đưa ra quyết định cho bản thân mình. Và cuối cùng thì Hương xin chúc cho cô chú anh chị em ở đây mình sở hữu thật nhiều cổ phần giá trị của tập đoàn Unisky. Và bây giờ phần cuối cùng thì thường là sẽ phần hay nhất trong các buổi Zoom, đúng không ạ? Và sau đây thì Hương xin phép là mời một người mà Hương phải nói là cảm thấy rất là thân thiện, cảm thấy rất là hiền lành, và bạn được phong là một nam thần của cộng đồng Unisky. Đấy, và xin phép mời lên đây bạn Phạm Ngọc Thanh chia sẻ với chúng ta những cái nhìn nhận, những cái đánh giá của mình, những quan điểm khách quan của mình trong suốt quá trình 3 năm bạn đầu tư, bạn cống hiến vào tập đoàn này. Xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta một tràng pháo tay thật là lớn cho nam thần Unisky Phạm Ngọc Thanh ạ. Dạ, xin cảm ơn bạn Ngọc Hương ạ. Xin quý cô chú anh chị cho bạn Ngọc Hương một tràng pháo tay được không ạ? Tất cả những chia sẻ giá trị của bạn Ngọc Hương rất là lớn trong buổi tối hôm nay, khiến cho Thanh bây giờ không biết chia sẻ gì nữa đấy ạ. Có lẽ là các cái tiêu chí đấy nó đã đủ để cho chúng ta cái kiến thức và thông tin để chúng ta có thể là đưa ra cái quyết định nhìn nhận của mình trong cái lựa chọn này, đúng không ạ? Vâng, lời đầu tiên thì cho phép Thanh xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tất cả quý cô chú anh chị em cổ đông khách mời có trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Và thật sự trong buổi Zoom ngày hôm nay thì nó là cái buổi Zoom rất là đặc biệt, khi mà ngày mai nó là một ngày đặc biệt trong hơn 2 năm vừa qua, nó là một cái ngày mà tổ chức một cái sự kiện cả mặt cổ đông và lễ bế mạc khóa K3 tại Hà Nội được tổ chức bởi team chiến lược. Đó thì lát nữa em sẽ xin phép chia sẻ sâu một chút về sự kiện này. Nhưng mà em cũng không nghĩ là buổi Zoom ngày hôm nay, tối ngày hôm nay
với cái sự chuẩn bị về sự kiện lớn như thế nhưng vẫn có cái sự có mặt rất là nhiều anh chị em, cô chú, thành viên có mặt trong buổi Zoom ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là với cái sự chia sẻ của bạn Ngọc Hương thì thật sự là bản thân Thanh cảm thấy nó đã rất là đầy đủ cái tư duy, kiến thức, thông tin để chúng ta từ một phương diện một người đang ở nhóm làm công đúng không ạ, có thể chuyển hướng sang cái nhóm đầu tư được. Và thậm chí với những anh chị em đang nhóm đầu tư thì cũng có thể là có thêm nhìn nhận tốt hơn về cái hướng đi, cái lựa chọn của mình ạ. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Và cho phép ngày hôm nay thì Thanh rất là vui. Và trong buổi Zoom này thì Thanh cho phép ở đây thì có cô, có chú đúng không ạ? Nhưng mà cho phép con được xưng là tên đi ạ. Đó, cho nó dễ xưng. Đấy, thì cho phép Thanh được giới thiệu một chút. Tại vì bản thân Thanh thì cũng rất là may mắn có cơ duyên được gặp gỡ, giao lưu với này, một vài cô chú anh chị em rồi. Đấy, tuy nhiên thì hôm nay trong buổi Zoom ngày hôm nay thì cũng là cái buổi đầu tiên Thanh được gặp gỡ nhiều cô chú anh chị em hơn nữa. Đó, và với cái sự chia sẻ của bạn Hương thì thật sự là làm cho Thanh cũng không biết chia sẻ cái hướng tiếp theo là gì đây. Cảm ơn bạn Ngọc Hương rất là nhiều. Đó, và Thanh xin chia sẻ một chút về bản thân mình. Thanh tên đầy đủ là Phạm Ngọc Thanh ạ, sinh năm 1987, quê tại Ninh Bình. Và hiện tại thì đang là sinh sống và làm việc tại Hà Nội cùng với lại anh chị em, thành viên trong team chiến lược, cộng đồng đối tác UST đúng không ạ? Đó, và bản thân anh thì ngày trước thì lại không có nền tảng xuất phát tốt như nhiều cô chú anh chị em, hoặc như bạn Ngọc Hương ở đây là từng là một giáo viên đúng không ạ, một cái nghề cao quý, một cái nghề giá trị mà bản thân Thanh cũng rất là ngưỡng mộ. Bản thân Thanh thì làm những công việc truyền thống thôi. Đó, thì khi mà cái thời điểm mà năm 2007 Thanh ra trường thì vào cái thời điểm đó thì nó không có những cơ hội để có thể có cái điều kiện trong làm việc trong môi trường tốt cùng với cái thu nhập tốt như cái thời điểm bây giờ đúng không ạ. Đó, tại vì lúc đó mà để có những cái công việc tốt, cái môi trường tốt, cái mức lương tốt, một thì bản thân mình phải là người có năng lực thật sự, tức là về kiến thức chuyên môn nào đó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là phải có mối quan hệ đúng không ạ? Nhưng bản thân Thanh thì lúc đó ở trong gia đình ở quê thôi, đó, mối quan hệ cũng có nhưng mà chuyên môn thì không. Đó, thì chính vì thế là phải tự bản thân mình năn lộn. Đó, thì với cái góc nhìn quan điểm của Thanh á, từ cái ngày mà biết suy nghĩ thì đã nghĩ rằng là trong tương lai thì mình sẽ làm những công việc gì đó mà mình có thể tự do. Và ngoài ra thì mình có thể có được thu nhập tốt hơn với cái mong muốn là gì? Bản thân mình được tốt. Và khi mình lập gia đình thì mình sẽ có được cái sự chăm sóc, hỗ trợ cho vợ con, cho gia đình có một cái cuộc sống, một tương lai nó ổn định, nó tốt hơn. Và ngoài ra thì cái mong muốn lớn hơn của Thanh nữa là gì? Mặc dù lúc đó Thanh rất là nghèo đúng không ạ? Nghèo kể cả về cái nền tảng xuất phát, về kiến thức, về nhìn nhận, về tất cả mọi thứ. Nhưng mà có một cái mà Thanh cho là Thanh rất là lớn, đó là cái ước mơ Thanh sẽ có được cái thành công nào đó về mặt con người, về mặt tài chính. Và khi mà Thanh có được những cái thành công đó thì Thanh sẽ có những cái sự giúp đỡ ngoài bố mẹ gia đình ra thì sẽ là cái cộng đồng bên ngoài. Và đến ngày hôm nay thì nó đang là trên cái chặng đường mà Thanh tìm kiếm cái điều đấy. Và bản thân Thanh thì cũng chưa làm được gì, điều gì lớn đúng không ạ? Nhưng mà có một điều rằng là Thanh cũng chia sẻ với rất ít cô chú anh chị về những cái mà Thanh đang làm, có những cái việc mà Thanh đang làm để tự bản thân mình cảm thấy nó hạnh phúc thôi, nó có giá trị ý nghĩa thôi. Đó, thì bản thân Thanh ngày đó thì với cái mong muốn như thế thì Thanh mới có cái ý nghĩ là sao? Thanh sẽ sang Hàn, ở Việt Nam thì Thanh cũng đã từng đi làm ở công ty rồi, nhưng mà nó không đủ cái mong muốn ở đây là gì? Thứ nhất là về cái tự do phát triển con người. Cái thứ hai là mình có thêm cái tư duy kiến thức, và cái thứ ba là quan trọng là gì, cái thu nhập để mình có thể là tốt hơn, và từ cái nguồn thu nhập thấy Thanh tích lũy để mình có thể tự kinh doanh đúng không ạ? Đó là một cái môi trường mà Thanh mong muốn. Thì khi đó bản thân Thanh nghĩ đến cái hướng đó là đi lao động xuất khẩu sang bên Hàn Quốc. Đó, và trong quá trình đó thì năm 2010 thì Thanh có sang Hàn. Đó, và trong quá trình sang Hàn đó thì Thanh có tìm hiểu thêm, sau hơn một năm thì Thanh có bắt đầu có kinh doanh, kinh doanh một vài mảng. Thì đa số là Thanh có kinh doanh về sâm lấm, về sau thì cũng có cổ phần về các quán ăn ở bên Hàn Quốc. Đó, thì trong những quá trình ở bên đó thì với cái mong muốn ngay từ đầu đó là gì? Mình sẽ làm với cái mong muốn là sẽ có được rất là nhiều tiền, đúng không ạ? Rất là nhiều tiền theo cái khái niệm của Thanh thôi, đúng không ạ? Đó, để làm sao khi về mình có thể giúp đỡ được bố mẹ gia đình, và ngoài ra thì Thanh sẽ có một nguồn vốn để có thể phát triển kinh doanh một cửa hàng, một nhà ăn, một đại lý, tạp hóa gì gì đó, đúng không ạ? Để mình có thể, thứ nhất là mình có thể tự do, cái thứ hai là mình sẽ có được cái nguồn thu nhập tốt hơn. Đó, tại vì Thanh nghĩ rằng là khi thương thì bất phú đúng không ạ? Đó, nếu như bây giờ mà bản thân mình muốn có được cái sự thành công về tài chính
thì chắc chắn là bản thân mỗi quý cô chú anh chị em chúng ta đều phải có được một cái lĩnh vực kinh doanh đầu tư nào đó mang lại cái sự thành công nhất định, đúng không ạ? Đó, chứ còn nếu như chúng ta chỉ phụ thuộc vào một cái nguồn thu nhập ở trong những cái công việc truyền thống chúng ta đang làm, dù ở Hà Nội này làm cái chuyên môn cao, đúng không ạ, một cái trưởng phòng một công ty nào đó, đúng không ạ, một cái trưởng phòng của một cái bên kế toán nào đó chẳng hạn như thế, bởi một cái doanh nghiệp nào đó tháng có thể là 30 triệu, thì anh chị em hình dung là với cái 30 triệu đó, ngoài những cái chi tiêu sinh hoạt cuộc sống gia đình ra, ngoài những cái chúng ta cần phải tích lũy ra, thì chúng ta rất là khó ở trong cuộc sống này có thể chúng ta có thể mua được một miếng đất, chúng ta có thể xây được một ngôi nhà, chúng ta có thể lo được cho con cái ăn học ở đất Hà Nội này nó được một cách đầy đủ, đúng không ạ? Đó thì chính vì thế nó làm cho Thanh có cái sự tập trung về cái giá trị công việc rất là cao. Và bản thân Thanh đã từng phải làm một ngày 14, 15, thậm chí 16 tiếng ở bên Hàn Quốc, đúng không ạ? Có những ngày làm tới 18 tiếng, quý cô chú anh chị ạ. Đó, và cái điều đó, vì sao mình có thể có sức khỏe tốt như vậy? Nó chỉ có một điều duy nhất đó thôi. Đó là mình cố gắng mình làm, mình tích lũy trong khi mình đang ở cái tuổi lao động, mình tích lũy có thật nhiều tiền để gửi về cho bố mẹ, đúng không ạ? Để lo cho gia đình, cho các em ăn học, để có thể giúp đỡ phần nào đó cho bố mẹ an tâm, bố mẹ có cái chi tiêu và ngoài ra để Thanh có cái tích lũy để sau này có tương lai tốt hơn. Đó. Nhưng mà cuộc sống thì nó lại không thuận lợi như vậy, quý cô chú anh chị em ạ. Khi mà Thanh tập trung cái sức lực của mình lao động nhiều quá, thì vào năm 2012 thì Thanh bị lao bệnh. Đó, và nó thuộc một cái bệnh mà nó cũng rất là nguy hiểm, đó là nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn. Và nó làm cho cái quá trình làm việc và kinh doanh của Thanh nó bị ảnh hưởng. Đến năm 2014 thì dường như cái hạng mục kinh doanh của Thanh bị chuyển đổi sang cái hạng mục cổ phần về với các anh chị về các quán ăn đó. Nhưng mà với cái lúc đó thì sao? Cái thứ nhất là cái suy nghĩ về sức khỏe của Thanh nó bị ảnh hưởng. Cái thứ hai là về cái tư duy trong cái lĩnh vực kinh doanh và đầu tư Thanh chưa có lớn. Tính về thế bây giờ về cái nhìn nhận ở trong thị trường kinh doanh, đúng không ạ? Để mình nhận biết cái xu hướng, để mình có cái tính cạnh tranh, có cái chiến lược để mình mở quán ăn, mình cộng tác với anh chị em có những cái kết quả ở trong cộng đồng Việt Nam ở bên đó nó rất là khó. Thì trải qua một quá trình thì Thanh cũng thất bại, đúng không ạ? Đó. Và trong suốt quá trình đó thì nó nhờ những cái thất bại đó thì nó giúp cho Thanh có sự vươn lên. Đó, và Thanh nghĩ rằng là bây giờ chỉ có hai cách. Một, đó là chúng ta chấp nhận những cái gì mà nó đang đến với chúng ta. Hai, là chúng ta hãy học hỏi, hãy hoàn thiện bản thân mình hơn. Để khi bản thân mình hoàn thiện hơn, mình có cái tư duy tốt, có kiến thức, có thông tin, có mối quan hệ, có nhìn nhận, chắc chắn cơ hội sẽ đến với mình. Và đó là thời gian mà Thanh quyết định trở về Việt Nam vào năm 2017. Đó. Và khi trở về Việt Nam vào năm 2017 thì đầu 2018 thì bản thân Thanh có lên trên Hà Nội sau 3 tháng về Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì khi trở về Việt Nam thì Thanh cũng có kết nối với lại những cái mối quan hệ của Thanh, và những cái mối quan hệ đó cũng có những công việc mà mong muốn Thanh cùng góp vốn để mở những quán ăn, nhà hàng, đúng không ạ? Thậm chí là mãi trong Sài Gòn cũng mong muốn kết hợp điều đó. Nhưng bản thân Thanh nghĩ rằng thứ nhất là về cái nhìn nhận của bản thân Thanh nó chưa đủ lớn. Thứ hai là về những cái đánh giá ở trong thị trường kinh doanh nó cũng chưa cao, dòng tiền chưa có, đúng không ạ, tài chính thấp. Mà bây giờ mình đánh đổi, mình dấn thân vào thị trường này tiếp thì chắc chắn là cái tỷ lệ thành công nó không cao. Và chính vì thế Thanh suy nghĩ rất là nhiều và không có kết hợp với bất kể một anh chị nào trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống nữa. Đó, và bản thân Thanh đi lên trên Hà Nội. Và khi lên trên Hà Nội này thì cũng có rất là nhiều anh chị ở các công ty mong muốn là Thanh về làm việc. Nhưng Thanh cũng nghĩ rằng ở bên Hàn, Thanh đã từng làm việc với mức tháng hàng nghìn đô. Nhưng đến ngày hôm nay, đúng không ạ, bản thân mình vẫn chưa cảm thấy có cái sự thay đổi gì về tài chính nhiều. Mà bây giờ mình quay về Việt Nam, mình lại làm với cái mức lương 17, 18, 19, thậm chí là 20, 25 triệu Việt Nam đồng, đúng không ạ? Nó là một cái mức lương rất tốt vào đầu năm 2018 rồi. Nhưng mà cái câu chuyện tiếp theo là khi mà mình nhìn về tương lai trong 3 năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới những cái hướng tiếp theo trong một cuộc sống, trong một tương lai tốt đẹp, hoặc thậm chí là Thanh thường nghĩ đến các cái vấn đề công đức từ thiện thì chắc chắn là Thanh không thể làm được. Và chính vì thế Thanh phải chịu vất vả trong những năm tháng đó, và Thanh tìm đến một công ty, đó là công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam. Và Thanh có xin làm việc cho văn phòng Cầu Giấy ở 169 Nguyễn Ngọc Vũ. Và nó là một cái văn phòng rất là lớn của Dai-ichi Life Việt Nam, với thời điểm đó vào khoảng 400-600 nhân viên tư vấn tài chính. Và cái môi trường đó là cái môi trường, vì sao Thanh lựa chọn? Bởi vì đó là cái môi trường đầu tiên Thanh được tiếp xúc để học hỏi về tư duy, được làm việc trong cái môi trường văn phòng. Và từ đó Thanh nghĩ rằng Thanh sẽ được hoàn thiện hơn về con người. Và
Một phần là sao? Cái mục đích lớn hơn là gì? Từ đó, từ những cái công việc đó, tại vì Thanh có tìm hiểu rằng là cái thời điểm đó nói về vấn đề bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam này thì chỉ có những cô chú anh chị có tư duy tốt, thứ hai là có vấn đề tài chính tốt thì mới đón nhận bảo hiểm thôi. Đó, và đại đa số là 90% còn lại là sẽ phản đối hoặc có những tiêu cực về bảo hiểm nhân thọ. Và Thanh nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội với Thanh. Tại vì chính vì như thế thì Thanh sẽ có cơ hội để tiếp xúc với những cô chú anh chị có cái tư duy tốt, có cái nhìn tích cực, có tài chính tốt, và từ đó sẽ cho Thanh những cái cơ hội để mở mang kiến thức, mở mang mối quan hệ, và chắc chắn rằng đến một ngày nào đó Thanh sẽ có những cơ hội tốt, đúng không ạ? Và trong quá trình đó Thanh làm việc gần một năm trong văn phòng Dai Chi Lai Cầu Giấy thì Thanh có biết đến cơ duyên của một người ở đây thì đang là được rất là nhiều quý cô chú anh chị cộng đồng Ulika Việt Nam biết đến, đó là bạn Trần Diễm Quỳnh, đúng không ạ? Đó, được mệnh danh là Quỳnh Hạnh Phúc. Đó là một người chia sẻ cơ hội cho Thanh vào thời điểm đó là vào tháng 10 năm 2018. Thì khi mà Thanh biết đến cơ hội này thì thật ra thì Thanh cũng mơ hồ lắm. Cũng chưa biết rằng là cái lĩnh vực này nó là cái lĩnh vực gì và nó sẽ mang đến cho mình cái gì. Và thậm chí là Thanh bó mình lại, đúng không ạ? Thanh nghĩ rằng cái công việc bên bảo hiểm nó đang ổn định và nó giúp cho mình từ từ tìm kiếm các cơ hội tiếp theo. Nếu như bây giờ mình dừng ở bên bảo hiểm thì sợ rằng cái lĩnh vực mới này nó có mạo hiểm với mình quá hay không, mặc dù những anh chị khác đi trước đã thành công rồi. Nhưng với mình, khi mà mình chưa tìm hiểu kỹ, mình chưa có kiến thức tốt, mình chưa có cái tiêu chí tốt thì nó lại là mạo hiểm, đúng không ạ? Và Thanh tìm hiểu trong vòng khoảng 2 tháng. Đó, trong vòng khoảng 2 tháng và bắt đầu Thanh tìm hiểu rằng đầu tư cổ phần doanh nghiệp là gì, qua những người anh và trên cổng thông tin mạng, YouTube, trên Google, đúng không ạ? Và Thanh biết rằng đây là một cái lĩnh vực mà Thanh chưa bao giờ biết đến. Và quý cô chú anh chị đã từng nghe cái câu chuyện là nhân viên của Xiaomi, đúng không ạ? Đó, một nhân viên của Xiaomi, khi mà thời điểm mà công ty Xiaomi đang trong quá trình khởi nghiệp phát triển và cô ấy bán hết của hồi môn của mình với cái giá trị khoảng 15.000 đô gì đó và có góp cổ phần với lại công ty Xiaomi được phát triển. Và sau 8 năm, vào năm 2018 thì cô cũng không ngờ rằng khi công ty lên sàn thì cái khối tài sản đấy của cô, đúng không ạ? Từ 31.000 đô đó, từ 31.000 đúng không ạ? Từ 31.000 đô là vào khoảng 700 triệu Việt Nam đó, nó biến thành cái khối tài sản là khoảng 8 triệu đô la Mỹ. 8 triệu đô la Mỹ thì quý cô chú anh chị hình dung là tính ở tiền Việt là bao nhiêu ạ? Nó vào khoảng 18-19 tỷ Việt Nam, đúng không ạ? Trong vòng 8 năm. Và chính bản thân cô ấy cũng ngỡ ngàng. Thì cái câu chuyện này nó lắng đọng trong Thanh rất là lớn ạ. Và Thanh nghĩ là có lẽ đây là một cơ hội với mình. Đúng không ạ? Bình thường mình không biết về lĩnh vực này, mình không biết là có những cơ hội góp vốn như thế này, mình cũng không biết là có những cơ hội mà từ cái số vốn nhỏ nó có thể nhân lên hàng trăm lần, hàng nghìn lần. Nó có thể giúp cho mình từ một người bình thường, từ một nhân viên văn phòng, từ một người lao động, từ một người công nhân nông dân thôi, cũng có thể trở thành một triệu phú bởi mình sở hữu một cái cổ phần tiềm năng của một cái công ty nào đó, nó có sản phẩm tốt, nó có cái tính pháp lý cao, đúng không ạ? Nó có cái người dẫn đầu tâm tầm tài, nó có cái tính thương mại lớn đó. Thì từ đó nó mở mang cho Thanh và Thanh tìm hiểu sâu rồi bắt đầu Thanh quyết định đầu tư. Và ngày 18 tháng 10 năm 2018 thì Thanh bắt đầu là đầu tư. Và đến ngày 30 tháng 10 năm 2018 thì Thanh trở thành đối tác huy động vốn cùng với quỹ đến ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì đó là về câu chuyện của bản thân Thanh. Vậy thì qua câu chuyện này thì Thanh muốn nói ở đây là gì? Cũng như cái phần thông tin mà bạn Ngọc Hương, một cô giáo rất là xinh đẹp, đúng không ạ? Một cô giáo rất rất xinh đẹp với rất là nhiều những cái kiến thức tốt, đúng không ạ? Thông tin tốt, chia sẻ cho quý cô chú anh chị em rồi. Ý Thanh muốn nói là gì? Nếu như chúng ta có những cái công việc ở trong truyền thống, nó là những cái công việc rất là tốt rồi. Không có công việc nào cao quý, chỉ có những con người cao quý trong công việc thôi, đúng không ạ? Tất cả các công việc đấy đều là cao quý. Thế nhưng bây giờ nếu như chúng ta muốn chúng ta có những cái sự tăng trưởng về tài chính tốt ấy, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có thêm những cái hoạt động kinh doanh và đầu tư. Đó, thì đó là lý do mà bản thân Thanh từ những công việc truyền thống mình phải dấn thân, mình phải tìm hiểu để mình có thể chuyển mình bước sang một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực đầu tư. Và tất nhiên là đến một lĩnh vực đầu tư thì rất là nhiều quý của chúng anh chị em nghĩ rằng nó không có dễ. Đúng, nó không có dễ đâu ạ. Tại vì nó phụ thuộc vào rất yếu tố, đúng không ạ? Nó phụ thuộc vào rất yếu tố. Và cái quan trọng đây nó là gì? Những cái tiêu chí đầu tư khi chúng ta chọn lựa một cái dự án đó, một cái công ty đó, một cái hình thức kinh doanh nào đó, hoặc chúng ta có thể gọi là mở một spa, một cửa hàng ăn uống, một quán cà phê, đúng không ạ? Một lơ tiện tạp hóa nào đó, chúng ta đều phải có cái tiêu chí hết.
Nếu như chúng ta không có tiêu chí, chúng ta có 1 tỷ, chúng ta có 2 tỷ, chúng ta cứ sẵn sàng, à ngày hôm nay mình đang có tiền dư rồi, mình đang có dòng tiền rồi. Và mình cứ xuống tiền mình đầu tư thôi. Tại vì thấy các cái spa khác họ làm rất là phát triển. Các cái tiệm thuốc khác họ làm rất là phát triển. Các cái nhà hàng khác họ làm rất là đông khách. À vậy thì mình cũng làm, cũng đầu tư. Và mình chỉ nghĩ là mình đầu tư có một cái mặt bằng tốt hơn này. Về cái cơ sở vật chất tốt hơn này. Mình chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu vật chất, quảng bá tốt là mình thành công, nhưng không hẳn. Nó đâu đó nó phải gồm cả những cái chiến lược lâu dài nữa, quý cô chú anh chị em ạ. Và ví dụ như với cái câu chuyện này thì bản thân Thanh cũng đã từng trải qua trong cái lĩnh vực kinh doanh ở bên Hàn. Và trực tiếp ở Việt Nam hiện tại thì Thanh đang ở khu chung cư mới này tại Hà Nội. Và khu này thì nó mới được hình thành được khoảng 2 năm nay thôi. Nhưng mà từ khi mà Thanh về đây sống và để ý đến bây giờ, nó chỉ là khoảng tầm 5 tháng trở lại đây. Trong cái năm 2022 này Thanh để ý thì có khoảng 10 tiệm thuốc Tây nó được mọc lên rồi lại mất đi, mọc lên rồi lại mất đi, mọc lên lại mất đi. Không phải vì những tiệm thuốc đó mới mở hoàn toàn đâu ạ. Có thể đó là những cơ sở mới của những cái chuỗi. Nó có thể là những cái cơ sở mới của các cái chủ tư nhân. Nhưng vì sao nó mọc lên ở cái nơi giữa những cái khu phồn hoa như thế này, với cái mật độ dân cư lớn, và cái dân mật độ dân cư ở đây họ có cái tích lũy về tài sản cao. Tại vì sao? Thanh được đánh giá là khu này nó là một cái khu tiện ích tốt. Và kèm theo tiện ích tốt thì nó đòi hỏi là sao? Chúng ta phải có các thu nhập tương ứng để chúng ta có thể là dùng cho các cái chi phí chi tiêu đấy, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao những cái tiệm thuốc ấy mọc rồi lại mất đi vậy? Tại sao những quán đấy mọc lại mất đi vậy? Tại vì nó có những cái tiệm thuốc hoặc có những chiến lược kinh doanh tốt hơn. Đó. Vậy thì bây giờ ngoài những cái nguồn lực về về con người này, về mối quan hệ này, về dòng tiền này, đúng không ạ? Thì đâu đó nó phải cần thêm những cái về dịch vụ, về hậu mãi, đúng không ạ? Về chăm sóc. Nó là những cái chiến lược lâu dài để mình có thể làm sao duy trì ở trong cái quãng thời gian đâu đó để mình làm sao thu hút nguồn lực. Và trải qua cái thời gian đó thì mình mới đến cái thời gian tăng trưởng được. Nhưng có những cái doanh nghiệp họ chỉ mở ra và họ nghĩ rằng họ mở ra họ có lợi nhuận ngay thì sau đó làm sao họ lại vụt tắt. Đó. Vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Lĩnh vực kinh doanh, lĩnh vực tự chủ nó là lĩnh vực thứ hai, nhưng mà nó cũng không dễ đối với nhiều cô chú anh chị em đâu ạ. Tại vì theo thống kê thì nó vào khoảng 95% là không thành công. 95% là thành công trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư được. Đó. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta lại nhìn thấy cái vấn đề là nếu chúng ta bước vào thị trường mới, chúng ta lại cảm thấy tỷ lệ thành công khó như vậy. Chẳng nhẽ chúng ta lại trì hoãn lại, chúng ta lại vẫn tiếp tục công việc cũ, đúng không ạ? Nếu như thế thì chúng ta sẽ rất khó, hoặc nói cách khác là chúng ta sẽ không có cơ hội để chuyển mình sang một cái vị thế mới, đúng không ạ? Hoặc chúng ta sẽ không có cơ hội để đón chào những cái thành công mới. Đó, vậy thì bản thân chúng ta cần phải có cái sự tích lũy ở đây, đó là gì? Về tư duy đầu tư, đúng không ạ? Về kiến thức, về thông tin. Đó, và ngày hôm nay thì qua một buổi Zoom thôi, nhưng nếu chúng ta tập trung lại thì chúng ta thấy rằng bạn Ngọc Hương nói cho chúng ta rất là nhiều những cái tư duy, những kiến thức, những thông tin ở trong đó, đúng không ạ? Đó, và để bây giờ cái lý do mà Thanh chọn lựa cái lĩnh vực này thì nó một phần, đúng không ạ? Tại vì thời gian nó cũng không đủ để Thanh có thể chi tiết sâu hơn được nhiều nữa. Đó, và cái lý do mà Thanh đam mê, đúng không ạ? Thanh cống hiến cái sự nghiệp của mình cho UST, cho chuỗi công nghệ Kulikai này. Đó là gì? Đó là những cái tiềm năng. Thứ nhất, đó là những cái tiềm năng mà chuỗi công nghệ này mang lại, đúng không ạ? Đó là thứ nhất Thanh đánh giá cao, đó là gì? Cái sản phẩm này nó mang lại cái môi trường sạch hơn, đúng không ạ? Cái khí hậu tốt hơn. Và điều đó, quý cô chú anh chị em, chúng ta đang hàng ngày chúng ta đang phải nếm trải cái điều đó. Và nếu như chúng ta không thay đổi ấy, thì chắc chắn rằng đến thế hệ, bản thân thế hệ chúng ta thôi, chứ chưa nói thế hệ sau, sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe. Và Thanh nghĩ rằng cái công nghệ này tốt như thế, nếu như nó phát triển mạnh, nó phát triển nhiều quốc gia, thì làm sao nó giúp cho thế giới sẽ làm sao giảm thiểu về ô nhiễm môi trường. Và cái điều đó nó tốt hơn cái giá trị mà Thanh ngày trước Thanh nghĩ là công đức là từ thiện rất là nhiều, đúng không ạ? Tại vì bản thân Thanh thì công đức từ thiện được đáo bao nhiêu, đúng không ạ? Nhưng nếu mà mỗi chúng ta góp phần để xây dựng cái công nghệ này, cái chuỗi công nghệ này phát triển, một ngày nào đó